Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 2. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đánh ngã Vu Khải Hà, rồi vẫn có thể bình tĩnh hỏi ngược lại hắn ta một câu như vậy. Một câu này không chỉ đánh vào mặt Vu Khải Hà, mà còn là đánh thẳng vào mặt Thương hội Hắc Long nữa. Kiều Thu Mộng bị hành động này của Tề Đẳng Nhàn dọa choáng váng, sao anh ta lại lỗ mãng như vậy, còn dám đánh vào mặt Vu Khải Hà nữa. Tuy rằng trong lòng cô cảm động vì Tề Đẳng Nhàn ra tay giúp mình, nhưng đồng thời cũng oán trách hắn làm việc không biết nhìn trước sau. Họa lớn như thế nào mày sẽ biết ngay thôi. Vu Khải Hà đau tới mức rên rỉ mò mẫm trên điện thoại. Hắn ta nở nụ cười dữ tợn nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, hiện tại hai đứa chúng mày quỳ xuống xin lỗi tao thì tao sẽ suy nghĩ lại việc không kinh động tới hội trưởng Triệu. Kiều Thu Mộng hoảng sợ cuống quýt đi tới giật điện thoại của Vu Khải Hà về tay mình. Nói với Tề Đẳng Nhàn, anh đi nhanh đi. Tề Đẳng Nhàn lại dùng một tư thế lười nhác cầm lấy điện thoại di động trong tay cô ném trở về cho Vu Khải Hà, nói cứ để hắn ta gọi. Kiều Thu Mộng tức giận suýt ngất ngay tại chỗ, cả giận nói anh có biết bản thân mình đang làm cái gì hay không? Chỉ là một cảnh ngục nho nhỏ như anh mà có thể đắc tội nổi loại người như Triệu Hắc Long sao? Quần chúng vây xem nghe vậy không ngừng gật đầu. Một đám người lấy ánh mắt như đang nhìn người chết xem Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy người này hơn phân nửa là không thể cứu nổi rồi. Biết rõ Vu Khải Hà là thuộc hạ của Triệu Hắc Long mà cũng dám đánh, tôi thấy hơn nửa là hắn hết đường sống rồi, chuẩn bị lo liệu ma chay đi thôi. Hội trưởng Triệu tàn nhẫn độc ác có tiếng, lần trước có một phú thương đắc tội hắn cuối cùng bị đánh gãy tay chân còn phải tự mình bò vào bệnh viện. Người dám quang minh chính đại đánh thẳng vào mặt Thương hội Hắc Long tôi đã từng thấy qua, chỉ là cỏ trên mộ hắn hiện giờ đã cao hơn 3 thước rồi. Dám ở cửa lớn của Thương hội Hắc Long mắng Vu Khải Hà, còn hỏi hắn họa này lớn như thế nào, loại hành vi này quả thật khiến người cảm thấy có chút thiểu năng trí tuệ. Tề Đẳng Nhàn nhún vai không lên tiếng chờ Vu Khải Hà gọi điện thoại. Vu Khải Hà cũng không chần chừ, lập tức gọi cho Triệu Hắc Long ở đầu bên kia. Có người ở cửa Thương hội Hắc Long đánh anh, Tôn Đại Phật ở đâu đến không cho Triệu mỗ tôi chút mặt mũi như vậy. Thanh âm thản nhiên của Triệu Hắc Long vang lên. Anh chờ chút, tôi lập tức tới công ty, tôi muốn nhìn xem thử là ai dám kiêu ngạo như vậy. Đã nhiều năm rồi cũng chưa có ai dám đánh thẳng vào mặt của Triệu mỗ tôi như vậy đâu. Sau khi nói xong lời này, Triệu Hắc Long tút một tiếng cúp điện thoại. Trong lòng Vu Khải Hà không khỏi mừng thầm. Triệu Hắc Long đích thân xử lý việc này, đại biểu cho việc anh ta đang cực kỳ tức giận. Hội trưởng Triệu bảo hắn sẽ tự mình tới xử lý chuyện này, mày nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Vu Khải Hà cười giữ tợn nói với Tề Đẳng Nhàn. Kiều Thu Mộng sau khi nghe vậy hai mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất lăn ra. Nhân vật như Triệu Hắc Long này cô ta 100 triệu lần đắc tội không nổi, chẳng sợ có phải tập đoàn Kiều Thị hay không cũng không đắc tội nổi Triệu Hắc Long hắn. Hiện tại chỉ vì Tề Đẳng Nhàn đánh Vu Khải Hà mà Triệu Hắc Long tức giận như vậy, nên muốn tự mình xử lý chuyện này. Theo quan hệ hiện giờ thì Tề Đẳng Nhàn chính là chồng của cô ta, nếu Triệu Hắc Long thật sự truy cứu, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ tập đoàn Kiều Thị gặp tai họa ngập đầu. Tề Đẳng Nhàn, anh thật đúng là biết gây họa. Kiều Thu Mộng cắn răng, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt, trong nội tâm giờ chỉ còn lại tuyệt vọng. Tề Đẳng Nhàn lại là một bộ dáng không sao cả. Còn không phải là Triệu Cá Trạch bị hắn treo trên cột điện quảng trường 3 ngày 3 đêm sao, có phải là quái vật gì ghê gớm lắm đâu. Nếu Triệu Cá Trạch dám làm gì hắn, cùng lắm thì lại trói lại cho hắn mua 1 tặng 1, treo 6 ngày đi. Lý Vân Uyển ngồi trong tiệm cà phê cũng hãi hùng khiếp vía, xem tư thế này chỉ sợ là Triệu Hắc Long muốn tự mình tới đây xử lý chuyện này. Tề Đẳng Nhàn ở Kiều Gia đã từng mạnh miệng nói. Trong từ ngữ lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường bộ dạng Triệu Hắc Long, kết quả là tự rước chế giễu vào người. Nhưng cũng chính mắt Lý Vân Uyển thấy thị trưởng Hoàng Văn Lãng và nhà giàu số 1 Vương Vạn Kim tự mình đưa Tề Đẳng Nhàn chỉ là một cảnh ngục nho nhỏ không thèm chớp mắt ra khỏi cửa lớn của khách sạn Thiên Địa. Cô ta vừa hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng mong chờ muốn xác định xem là mình nhặt được của hời hay là lỗ vốn đây. Cậu trai trẻ mau chạy nhanh đi, hội trưởng Triệu cũng không phải người dễ trêu chọc. Cậu mau chóng mua vé máy bay đi nước ngoài đi, ở trong nước chỗ nào cũng không an toàn đâu. Một người qua đường hảo tâm thấp giọng nhắc nhở một câu. Vu Khải Hà lau máu trên mặt đi,
Dữ tợn nói với Tề Đẳng Nhàn, hiện tại muốn chạy trốn không khỏi quá muộn rồi. Nếu mày chạy được thì sao, vợ mày không chạy được, toàn bộ Kiều gia lại càng chạy không được. Tới lúc đó tao sẽ khiến cả Kiều gia chôn cùng với mày. Kiều Thu Mộng xanh cả mặt, vì 2.000 vạn tiền nợ kia thật sự đắc tội thương hội Hắc Long Thảm. Sớm biết vậy thì mình đã không cần 2.000 vạn đó. Một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi đi từ đầu đường tới. Lúc Kiều Thu Mộng nhìn thấy chiếc xe này, hai chân không khỏi nhũn ra. Anh đi trước đi, tôi giúp anh chặn. Cuối cùng Kiều Thu Mộng vẫn nén sợ hãi lại đứng dậy. Nguyên nhân gây ra chuyện này vốn là thương hội Hắc Long khất nợ Kiều ra 2.000 vạn, mặc dù sự việc bị Tề Đẳng Nhàn làm ầm lên nhưng cô vẫn biết hiện tại mình nên làm gì. Tề Đẳng Nhàn chỉ là một cảnh ngục nho nhỏ, dưới áp lực của loại quái vật như thương hội Hắc Long sợ là chỉ có kết cục tan xương nát thịt. Nhưng nếu mình ra mặt chịu áp lực, mặc dù tập đoàn Kiều Thị sẽ không có quả ngon để ăn nhưng Tề Đẳng Nhàn sẽ có một con đường sống. Chặn, cô chặn nổi sao, cô lấy cái gì chặn? Mặt Phu Khải Hà giữ tợn hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hai người họ. Lý Vân Uyển buông ly cà phê xuống, sắc mặt ngưng trọng nhìn chiếc Rolls Royce kia chậm rãi dừng lại ở ven đường, hít sâu một hơi nói cuối cùng Triệu Hắc Long vẫn muốn lộ mặt giải quyết. Triệu tiên sinh thật sự tới. Mẹ kiếp, chuyện này thật sự kinh động tới Triệu tiên sinh rồi. Tôi nghe nói Triệu tiên sinh lập nghiệp dựa vào tiền đen, làm gì cũng tàn nhẫn độc ác, người thanh niên đần độn này chỉ sợ hơn phân nửa rằng sẽ chết trong tay hắn. Ai, chung quy lại vẫn là người trẻ tuổi, lại dám đánh người ở cửa thương hội Hắc Long, còn dùng tư thái kiêu ngạo như vậy, hiện giờ muốn xin lỗi cũng không dùng được. Sau khi tài xế xuống xe lập tức vòng tới ghế sau của xe Rolls Royce. Mở cửa xe, một tay đỡ trên cửa đỡ khiến người đi ra bị đụng vào đầu. Một đôi giày da đen bóng bước xuống, vững chãi giẫm trên mặt đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Thôi xong, hiện giờ anh muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Kiều Thu Mộng tuyệt vọng liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, nước mắt lại rơi xuống. Tề Đẳng Nhàn lại mặt không biểu tình tay cắm trong túi đứng đó. Phu Khải Hà lập tức vò tới bên cạnh xe. Khom lưng 90 độ lớn tiếng nói hội trưởng Triệu. Triệu Hắc Long đeo kính râm, một thân tây trang, caravat màu đen từ trên xe đi xuống, trong tay kẹp một điếu xì gà cao cấp, một bộ dáng đại lão dáng lâm. Hắn vừa tới, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, một đám người đều dừng tầm mắt ở trên người hắn. Có một số người vừa hiện thân có thể dùng khí tràng của mình ép tới khiến tất cả mọi người không thở được. Không hề nghi ngờ gì. Triệu Hắc Long chính là người như vậy. Triệu Hắc Long hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói ngẩng đầu lên. Phu Khải Hà ngẩng đầu lên, lộ ra một mặt già toàn là vết thương có vẻ như cực kỳ chật vật bất kham. Hai mắt của Triệu Hắc Long giấu sau kính râm không khỏi nhướng lên, sau đó nhìn thoáng qua chiêu bài mạ vàng phía sau thương hội Hắc Long. Đã nhiều năm, thật sự rất nhiều năm rồi không ai dám gây sự ở chỗ này. Hội trưởng. Hàng hóa lần trước tập đoàn Kiều Thị cung cấp cho chúng ta trị giá 2.000 vạn. Nhưng vì chất lượng hàng hóa thật sự quá kém nên bị chúng ta cự tuyệt yêu cầu trả tiền. Tổng tài tập đoàn Kiều Thị Kiều Thu Mộng tìm tới tôi muốn tôi giúp. Trước khi Triệu Hắc Long chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra thì Vu Khải Hà đã dẫn đầu mở miệng thao thao bất tuyệt nói ra tất cả. Hơn nữa Kiều Thu Mộng còn định lấy sắc dụ người nhưng tôi là người như nào chứ? Tôi chính là cán bộ trung thực trong số thuộc hạ của ngài, một lòng một dạ hướng về phía mặt trời. Tất nhiên là tôi từ chối cô ta nhưng không nghĩ tới cô ta thẹn quá hóa giận, giở trò gọi chồng cô ta tới đánh tôi. Ngài xem, vết thương trên mặt tôi đều do bị chồng cô ta đánh để lại. Phu Khải Hà vừa nói chuyện vừa chỉ tay lên mặt mình, trên mặt đều vết máu và vết bầm tím. Triệu Hắc Long không kiên nhẫn nhíu mày. Kiều Thu Mộng nghe thấy Vu Khải Hà hắt nước bẩn lên người mình thì không khỏi nhíu mày. Cô bất chấp sợ hãi ba bước thành hai đi tới trước mặt Triệu Hắc Long khom lưng một cái, sau đó nói Triệu tiên sinh đừng nghe hắn nói bậy. 2.000 vạn hàng hóa kia không hề có bất cứ vấn đề gì, chính là do hắn cố ý làm khó dễ công ty chúng tôi mà thôi. Hơn nữa hắn nói cái gì mà tôi lấy sắc dụ hắn cũng đều là giả, thật ra là do hắn muốn lợi dụng chức quyền trong tay sử dụng quy tắc ngầm ghê tởm. Chồng tôi ra tay đánh hắn bởi vì hắn động tay động chân với tôi trước, trên mặt tôi hiện giờ vẫn còn vết thương. Nếu ngài không tin có thể tự nhìn xem.
Triệu Hắc Long lại khoát tay một cái, trực tiếp đánh gãy lời biện giải của Kiều Thu Mộng, cười lạnh nói tôi cần gì phải biết trong các người ai thì ai phi. Kiều Thu Mộng không khỏi sửng sốt. Triệu Hắc Long lại lạnh lùng nói ở trước cửa thương hội Hắc Long đánh người chính là do cô không đúng. Nếu cô dám tìm người động thủ ở chỗ này đánh hắn chính là không cho Triệu Hắc Long tôi mặt mũi. Cô cảm thấy tôi cần thiết phải nghe cô biện giải sao? Khi nói chuyện, Triệu Hắc Long hơi cúi người xuống, cảm giác áp bách mười phần nhìn chằm chằm hai mắt Kiều Thu Mộng, cười lạnh nói ông đây vốn dĩ không quan tâm. Lời này vừa ra khiến sắc mặt Kiều Thu Mộng hoàn toàn thay đổi. Mà Vu Khải Hà ở một bên lại không khỏi vui mừng, Triệu Hắc Long luôn bênh vực người mình, chính mình lại bị người khác đánh thành cái dạng này ở trước cửa thương hội Hắc Long, chẳng sợ đối phương có đạo lý đao to búa lớn đến đâu đi nữa thì Triệu Hắc Long nhất định sẽ thu thập bọn họ. Hội trưởng Triệu luôn luôn làm việc như vậy, bá khí chắc lậu, vốn dĩ không nghe này đó. Đúng vậy, lần trước cũng là người của thương hội Hắc Long sai trước bị người khác đánh nhưng hội trưởng Triệu không nói hai lời trực tiếp phế hai tay của người nọ. Không thể giảng đạo lý với hội trưởng Triệu được, hắn chỉ nhìn người không nhìn việc, chuyên quyền độc đáo, cực kỳ ngang ngược. Triệu Hắc Long nói lời này cũng không ngoài dự đoán của mọi người, tựa như bọn họ sớm đã đoán được sự tình sẽ phát triển thành cái dạng như vậy. Kiều Thu Mộng bị khí thế của Triệu Hắc Long làm cho sợ hãi. Theo bản năng lui về phía sau vài bước, phịch một tiếng đụng vào trong ngực của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay đỡ lấy thân hình của Kiều Thu Mộng, cười như không cười nhìn về phía Triệu Hắc Long. Triệu Hắc Long hừ lạnh một tiếng, nâng mí mắt đối diện với Tề Đẳng Nhàn. Ánh mắt vừa mới chạm nhau. Thân thể Triệu Hắc Long hung hăng run lên, kính dâm trên mặt suýt chút rơi xuống dưới. Tôi sẽ cố gắng, Kiều Thu Mộng cắn răng, trầm giọng nói. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười gật gật đầu, sau đó mắt trái nhẹ nhàng nhướng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngồi xổm trong nhà tù Udo 5 năm, sao Triệu Hắc Long có thể không biết trước khi nhị đương gia thu thập người rất thích làm động tác này cho được. Đến nay anh ta vẫn còn nhớ rất rõ chính mình bị một bàn tay của Tề Đẳng Nhàn quật ngã, sau đó bị các phạm nhân giống chó săn xông lên hỗ trợ trói lại treo cổ trên cột điện 3 ngày 3 đêm đâu. Do Tề Đẳng Nhàn có, đam mê, đặc thù thích treo người lên đánh, các phạm nhân cũng mưa dầm thấm đất, hơn nữa một đám đều đã từng ăn mệt qua cho nên rất vui vẻ giúp nhị đương ra dọn dẹp treo một số người mới không chịu nghe lời lên đánh. Con mẹ nó, là hắn thật kìa, ngày đó ở sân vận động câu lạc bộ nhìn thấy cũng là hắn. Trong nháy mắt Triệu Hắc Long cảm giác được từ cẳng chân tới bụng đều có chút run rẩy, có loại cảm giác đứng không vững. Đương nhiên Triệu Hắc Long sẽ không cảm thấy rằng mình đã ra tù rồi, hơn nữa quyền thế càng tăng lên thì có thể lớn mật thách thức Tề Đẳng Nhàn. Con mẹ nó, có ai ở trong nhà tù Udo kia không phải là đại lão? Ngay cả người mạnh mẽ dám bán trộm đầu đạn hạt nhân cũng có nữa là. Nhị đương gia có thể thu thập những hung thần ác sát đó đến dễ bảo là người mình có thể chọc sao? Mẹ kiếp! Triệu Hắc Long bỗng nhiên mắng một tiếng, tay nắm chặt lại. Hội trưởng Triệu tức giận, Kiều gia lúc này đoán chừng xong đời rồi. Đã lâu không thấy hội trưởng Triệu tức giận như vậy, hai người kia đoán chừng sẽ không có quả ngon để ăn. Quá dọa người rồi, mọi người tránh xa một chút, miễn cho chạm vào nghịch lân của hội trưởng Triệu. Vu Khải Hà ở một bên lại đắc ý ra mặt, nói với Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng hai đứa chúng mày còn không chạy nhanh tới quỳ xuống xin hội trưởng Triệu tha cho chúng mày một mạng. Hiện tại hội trưởng Triệu tới rồi, chúng mày tiếp tục càn rỡ cho tao xem nào. Bụp. Triệu Hắc Long quay đầu đấm vào mặt Vu Khải Hà một cái, đánh đến mức khiến Vu Khải Hà bay thẳng ra ngoài ngã sóng xoài trên mặt đất sau đó trượt ra xa thật xa. Vu Khải Hà bị một quyền này đánh rụng cả hàm răng, vài cái răng phun từ trong miệng ra còn mang theo tơ máu, vẻ mặt đầy sự mơ màng nhìn về phía Triệu Hắc Long. Triệu Hắc Long đuổi kịp hắn. Sau đá một chân vào bụng hắn mắng ông đây trả tiền lương cho mày tới thương hội Hắc Long làm việc là để mày kiếm tiền cho ông, chứ không phải để mày ỷ vào thanh danh của ông mà tác oai tác quái khắp mọi nơi. Kiều Tổng có năng lực mạnh mẽ như vậy sẽ bỏ vốn ra để lấy sắc dụ mày sao? Sao lúc mày đi tiểu không nhìn kỹ lại bản thân mình một chút xem? Ỷ chính mình có tí quyền lực là đi làm khó người khác, làm hỏng thanh danh của thương hội Hắc Long ta có phải không? Hôm nay tao giết chết mày.
Vu Khải Hà bị Triệu Hắc Long đánh đến mức kêu cha gọi mẹ, ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất kêu hội trưởng, tôi không dám nữa, xin ngài tha thứ cho tôi thêm một cơ hội. Người đứng xem chung quanh sửng sốt, cốt truyện này xoay ngược lại cũng không khỏi quá nhanh đi. Thời điểm Triệu Hắc Long đá Vu Khải Hà thì sau lưng đã ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu làm bộ như không quen biết Tề Đẳng Nhàn, một bộ dáng xả thân vì nghĩa, tiếp đó của trách hành vi phạm tội của Vu Khải Hà, đồng thời chân to cũng đạp xuống trên người hắn. Tên vương bát đản này ngay cả vợ của nhị đương gia cũng dám đánh, muốn hại chết lão tử à? Triệu Hắc Long hận không thể tại chỗ đánh chết Vu Khải Hà. Kiều Thu Mộng ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt của mình, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Mà Lý Vân Uyển ngồi ở trong quán cà phê lại kích động tới mức run rẩy, cà phê cũng sánh một ít ra ngoài. Nhặt của hời rồi, nhặt được của hời rồi, hơn nữa còn là bảo vật quốc gia siêu cấp đâu. Môi Lý Vân Uyển run rẩy, thậm chí còn nói năng lộn xộn, một lúc lâu sau mới nói được một câu hoàn chỉnh như vậy. Cô ta vẫn luôn ngồi ở một bên quan sát tất cả từ lúc Triệu Hắc Long kiêu ngạo xuống xe đến sau đó khiếp sợ, rồi sợ hãi đến hiện tại là điên cuồng. Mà tất cả những chuyển biến này đều bắt đầu từ khi hắn liếc mắt nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn. Triệu Hắc Long đánh Vu Khải Hà đến mức nửa chết nửa sống, lại lặng lẽ liếc mắt một cái, thấy mắt trái của Tề Đẳng Nhàn vốn đang híp giờ đã mở ra, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đá Vu Khải Hà một phát ngã lăn qua một bên, sau đó cười nói với Kiều Thu Mộng, Kiều Tổng, ngại quá, công ty lớn, thứ chim gì cũng có. Nếu tên nhóc này khiến cho cô không vui thì tôi thật lòng xin lỗi cô. Mọi người nghe thấy Triệu Hắc Long nói như vậy, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Từ khi nào mà hội trưởng Triệu luôn luôn quyết đoán phách lối lại trở nên hiểu rõ đại nghĩa như thế? Kiều Thu Mộng thoáng ngẩn ra một chút, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, không sao. Không sao cả, hội trưởng Triệu anh khách sáo rồi. Triệu Hắc Long ho khan một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mặt Tề Đẳng Nhàn, chỉ giả bộ làm ra vẻ không quen biết hắn, nói vậy thì, một lát nữa tôi sẽ bảo công ty giải quyết khoản nợ 2.000 vạn kia của Kiều gia. Hơn nữa, cứ kéo dài thời gian như vậy, tất nhiên là do bên tôi làm trái với hợp đồng, đến lúc đó, phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ trả gấp đôi. Đây là một chút tâm ý của tôi, vẫn mong Kiều Tổng đây không nên từ chối. Kiều Thu Mộng nói hả? Được, được. Cảm ơn hội trưởng Triệu. Triệu Hắc Long gật nhẹ, quát lớn một tiếng, nói cho cái thằng nhóc này lại cho tôi, lát nữa tôi sẽ tự mình xử lý hắn. Kiều Tổng, chỗ tôi còn có chút việc gấp, xin đi trước một bước vậy. Triệu Hắc Long nhanh như chớp chui vào chiếc Rolls Royce, dục tài xế vội vàng lái xe rời đi. Hắn ta sợ bản thân mà chậm trễ thêm một giây, sẽ bị tên ma vương sau lưng Kiều Thu Mộng gọi lại. Đến lúc đó nếu Tề Đẳng Nhàn mở miệng, vậy thì, hắn ta có nên tỏ ra là quen biết hắn không, hay là giả vờ không quen biết mới tốt đây? Đợi đến khi chiếc Rolls Royce đã chạy được một quãng xa rồi, lúc này Triệu Hắc Long mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi ra ngoài, thầm mắng một tiếng xui xẻo. Vốn dĩ tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tề Đẳng Nhàn nữa, ai mà biết được vậy mà hắn lại chạy đến Trung Hải rồi, hơn nữa còn kết hôn với Kiều Thu Mộng của tập đoàn Kiều Thị. Đợi sau khi Triệu Hắc Long rời đi được một lúc lâu rồi Kiều Thu Mộng mới hồi phục tinh thần lại. Đúng vào lúc này, Trương Thiệu Kiệt vội vàng chạy đến. Mộng Mộng, em không sao chứ? Anh nghe nói ở bên này xảy ra chút chuyện, lập tức chạy tới đây ngay. Trương Thiệu Kiệt lớn tiếng hỏi. Không sao, Kiều Thu Mộng nhẹ nhàng thở ra, gật nhẹ với Trương Thiệu Kiệt, nói. Sắc mặt Trương Thiệu Kiệt trở nên lạnh lùng, hừ một tiếng. Nói, nếu bọn họ còn dám tiếp tục quyền nợ, lại còn gây khó dễ cho em, anh tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Hai mắt Kiều Thu Mộng không khỏi sáng lên, nói là anh gọi điện thoại cho hội trưởng Triệu ư. Trương Thiệu Kiệt sửng sốt, hắn ta cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kiều Thu Mộng đã hỏi như vậy, hắn ta cũng chỉ im lặng không lên tiếng gật nhẹ một cái. Quả nhiên là anh, em đã nói vì sao thái độ của hội trưởng Triệu lại đột nhiên thay đổi như thế. Thì ra là anh Trương đã gọi điện thoại cho hắn. Kiều Thu Mộng mừng rỡ nói. Ban nãy theo sự thay đổi trong thái độ của Triệu Hắc Long là Kiều Thu Mộng cảm thấy vô cùng ly kỳ và khoa trương, vẫn luôn không hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy Trương Thiệu Kiệt xuất hiện, cô ta mới cảm thấy như được khai sáng vậy.
Trương Thiệu Kiệt cười ha ha một tiếng, gật gật đầu, nói gọi điện cho hội trưởng Triệu chẳng qua chỉ là một việc dễ như trở bàn tay mà thôi, anh cũng chỉ nói đại với hắn hai câu thôi. Kiều Thu Mộng nhíu mày suy nghĩ một lúc, tập đoàn năng lượng của Trương Thị dường như cũng không thể áp chế được Triệu Hắc Long nhỉ. Có điều, cô nghĩ đi nghĩ lại rồi lại nghĩ tới chuyện Trương Thiệu Kiệt nói với cô ta rằng tập đoàn Trương Thị đang chuẩn bị cho việc ra thị trường, lập tức tỉnh ngộ. Anh có thể thuyết phục được Triệu Hắc Long, chắc hẳn cũng đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn nhỉ. Có phải anh đã nói việc chuẩn bị đưa ra thị trường cho hắn, với lại còn đồng ý bán cổ phần cho hắn không? Kiều Thu Mộng có hơi lo lắng hỏi. Hả, đầu óc của Trương Thiệu Kiệt có hơi choáng váng, không làm rõ được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy. Kiều Thu Mộng lại thở dài, nói em thiếu anh một ân tình lớn như vậy, lại còn để anh phải hy sinh lợi ích công ty nhà mình, em thực sự không biết nên báo đáp như thế nào nữa. Trương Thiệu Kiệt ho khan một tiếng, mỉm cười nói, Mộng Mộng, em biết tâm ý của anh đối với em là như thế nào mà, đừng nói chỉ là những lời khách sáo này. Mấy thứ này với anh mà nói, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, chỉ cần có thể giúp được cho em, dù có bắt anh lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng sẽ không nhăn mày một chút nào đâu. Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh nghe thấy vậy không nhịn được mà cười ra tiếng, đối với người vợ trên danh nghĩa của mình Kiều Thu Mộng và Trương Thiệu Kiệt đều có chút cạn lời. Một người rất biết tưởng tượng, một người khác thì lại có da mặt rất dày. Trương Thiệu Kiệt nhíu mày, xoay đầu lại. Quát cậu cười cái gì mà cười. Cậu cái tên phế vật này, không giúp được gì cho Mộng Mộng thì thôi, còn suýt nữa là hại em ấy. Gương mặt của Kiều Thu Mộng cũng tràn đầy u ám nói với Tề Đẳng Nhàn, anh còn có mặt mũi mà cười ư. Nếu không phải do anh gây ra chuyện lớn như vậy, vừa nãy tôi có cần phải ra vẻ thấp kém như vậy đi cầu xin người khác không? Anh Trương giúp anh giải quyết một phiền phức lớn như vậy, anh không biết cảm ơn thì thôi đi, còn ở chỗ này cười quái gở cái gì? Không muốn thấy người khác tốt hơn mình sao? Loại người bạch nhãn lang như anh thực sự khiến cho tôi cảm thấy rất mất mặt. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhẹ nhàng co rút hai lần, xua tay, nói không sao là được rồi, tôi đi trước vậy. Hắn lười đi giải thích, cũng khinh thường giải thích, ra vẻ tất cả tùy duyên vậy. Kiều Thu Mộng vốn đang hơi có cái nhìn tốt với hắn vì Tề Đẳng Nhàn kịp thời xuất hiện, cứu được mình từ trong tay Vu Khải Hà. Nhưng sau khi nhìn thấy cách hắn đối xử với ân nhân Trương Thiệu Kiệt xong, lại lập tức chán ghét lại. Anh Trương, anh không cần để ý đến anh ta chỉ là một tên từ dưới quê lên đây, kiến thức nông cạn, căn bản không biết lễ phép. Kiều Thu Mộng tức giận nói. Anh đương nhiên sẽ không chấp nhặt với người như hắn. Trương Thiệu Kiệt rộng lượng cười nói, đi, Mộng Mộng, anh mời em ăn cơm. Anh giúp em một chuyện lớn như vậy, muốn mời cũng là để em mời mới đúng. Kiều Thu Mộng nói. Bây giờ trong lòng Kiều Thu Mộng rất cảm kích Trương Thiệu Kiệt, dù sao, tập đoàn Trương Thị sắp ra mắt thị trường, chuyện bí mật như tăng vốn, cổ phần để làm phúc lợi cho nhân viên anh ta cũng vui lòng chia sẻ. Bây giờ, lại còn hy sinh lợi ích của tập đoàn đưa cho Triệu Hắc Long, giúp cô ta lấy tiền nợ 2.000 vạn về. Cứ như vậy, cô ta sẽ có thể ngồi vững vị trí chủ tịch tập đoàn Kiều Thị, trong lòng sao có thể không cảm kích được. Lúc này Lý Vân Uyển cũng buông ly cà phê xuống, tính tiền rồi từ trong quán cà phê đi ra. Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị gọi xe, lại nhận được cuộc gọi đến từ Lý Vân Uyển, nói hôm nay tôi mời anh ăn cơm, phải cảm ơn anh thật tốt mới được. Không có lý do thì cô mời tôi ăn cơm làm gì? Không đi, Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, trực tiếp từ chối. Hắn còn dự định hôm nay đến văn phòng của Hoàng Văn Lãng nhìn một cái. Nếu đã đồng ý với Hoàng Văn Lãng giúp đỡ chữa trị cho con gái của ông, vậy vẫn nên làm tròn lời hứa mới phải. Lý Vân Uyển cười nói này, sau này anh có còn muốn lấy được tin tức của Mộng Mộng từ chỗ tôi không đây? Nếu anh không muốn, vậy coi như tôi chưa nói gì đi. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, theo tình hình hiện tại, chuyện phiền toái của Kiều Thu Mộng thật đúng là không ít, có một nội gián như Lý Vân Uyển, chính mình luôn có thể nhận được tin tức kịp thời, giúp cô ta giải quyết phiền phức. Bất đắc dĩ, Tề Đẳng Nhàn đành phải đồng ý với lời hẹn ăn cơm của Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển gặp hắn rồi chuyện đầu tiên chính là mở miệng nói một câu cảm ơn, tôi phải cảm ơn anh hôm qua đã nói chuyện của tập đoàn Trương Thị cho tôi đã đi điều tra một chút, phát hiện trong nội bộ công ty bọn họ quả thực đã xuất hiện vấn đề.
Tề Đẳng Nhàn cũng không nghĩ tới trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua, người Kiều gia không một ai nghe lọt, ngược lại là Lý Vân Uyển nghe vào, còn nghiêm túc đi điều tra một trận. Hắn gật đầu nhẹ một cái, sau đó nói, nếu cô đã điều tra, vậy chắc sẽ không ngại giao kết quả điều tra cho Kiều Thu Mộc, để bọn họ rút vốn từ trong đó. Bên phía Kiều gia, dưới sự rối trên gạt dưới của Trương Thiệu Kiệt, ít nhất đã đập vào đó 3.000 vạn, tính riêng mình Kiều Thu Mộc đã tự động bỏ vốn 2.000 vạn. Hiện tại địa vị ban đầu của Kiều Thu Mộng đã cực kỳ bất ổn, nếu đến lúc đó tập đoàn Trương thì cuống tiền chạy trốn, chỉ sợ sẽ phải gánh mọi lời chỉ trích. Những thứ tôi điều tra được cũng chỉ là một ít dấu vết để lại, lấy ra cũng không thể khiến người khác tin tưởng. Lý Vân Uyển lắc đầu. Cô ta vốn không điều tra gì cả, hoàn toàn là do nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn được Hoàng Văn Lãng và những người khác tiễn ra, cho nên mới tin lời hắn nói. Dù sao thì ngay cả Tề Đẳng Nhàn cũng đã nói, đây là chính miệng Hoàng Văn Lãng nói. Thị trưởng Hoàng quản lý cả một cái thành phố Trung Hải to như vậy, tất nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Tề Đẳng Nhàn cũng rất bất đắc dĩ, đành phải trở về tìm cơ hội khuyên nhủ lại Kiều Quốc Đào, dù sao, việc này một khi bị phát tác ra, thứ bị thiệt hại có thể không nhỏ. Lý Vân Uyển dẫn Tề Đẳng Nhàn đến một nhà hàng sớm đã đặt trước. Đây là một nhà hàng riêng tư. Một ngày chỉ nhận tiếp 10 bàn khách. Nghe nói, bàn ở nhà hàng này đã được đặt trước đến tận một tháng sau. Thật sự chỉ do bát tự xung khắc thôi sao? Tề Đẳng Nhàn dùng khóe mắt quét qua, chú ý tới một bóng dáng, là Long Á Nam. Long Á Nam là trợ lý của Ngọc Tiểu Long, nếu cô ấy có mặt ở đây, vậy rất có thể Ngọc Tiểu Long cũng đang ở chỗ này. Ngọc Tiểu Long vì bắt vua khủng bố mà bị thương không nhẹ. Cho nên ở lại Trung Hải nghỉ ngơi lấy lại sức, thỉnh thoảng cũng sẽ đụng mặt với Tề Đẳng Nhàn, điều này khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Tề Đẳng Nhàn không thích Ngọc Tiểu Long, đương nhiên là do người phụ nữ này cứ kiêu căng và cao cao tại thượng, nếu lúc gặp mặt lần đầu tiên cô vui lòng ngồi xuống mời hắn uống ly trà, sau đó nói chuyện rõ ràng, lại hủy bỏ hôn ước, hắn cũng sẽ không có ý kiến, thậm chí làm bạn bè cũng không phải không được. Nhưng Ngọc Tiểu Long vừa xuất hiện liền phảng phất như bản thân mình nợ tiền nhà cô ta vậy, loại thái độ phách lối đó, thật sự khiến Tề Đẳng Nhàn muốn bắt cô vào trong ngục giam treo 3 ngày nếm thử mùi roi. Sau khi ngồi xuống, lỗ tai Tề Đẳng Nhàn hơi động đậy một chút, lập tức nghe thấy Ngọc Tiểu Long đang nói chuyện cùng một người phụ nữ. Ngạo Tuyết, sao đột nhiên cậu lại chạy tới Trung Hải rồi? Không phải đang vui vẻ ở lại thủ đô sao? Ngọc Tiểu Long hỏi. Đương nhiên là không lợi không dậy sớm, nhìn thấy cơ hội buôn bán thôi. Từ Ngạo Tuyết hơi cười một chút, thản nhiên nói. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy giọng nói này và cái tên thì đã biết, người phụ nữ này hơn phân nửa cũng kiêu kỳ giống như Ngọc Tiểu Long, thuộc về loại cực kỳ đáng ghét đó. Hắn đang chuẩn bị trực tiếp bỏ qua cuộc nói chuyện của hai người, lại nghe được 4 chữ tập đoàn Hướng Thị, điều này khiến lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Tập đoàn Hướng Thị. Cậu có ý định gì với nó sao? Tớ từng nghe nói về tập đoàn này, có vẻ không dễ đối phó. Chủ nhân của nó là Hướng Đông Tinh, hình như là một người rất tàn nhẫn. Trong giọng nói của Ngọc Tiểu Long mang theo một chút suy tư. Bây giờ tập đoàn Hướng Thị bị tập đoàn Hổ Môn chèn ép, với tính cách của Hướng Đông Tinh này thà bị gãy chứ không chịu cong, sẽ không chịu thỏa hiệp, chính là thời cơ tốt để nuốt nó. Từ Ngạo Tuyết rất có tự tin cười nói. Tập đoàn Hổ Môn, dường như tài sản của tập đoàn này không nhiều hơn so với tập đoàn Hướng Thị bao nhiêu, sao lại đè ép được tập đoàn Hướng Thị? Ngọc Tiểu Long nghi ngờ nói. Từ Ngạo Tuyết nói, tập đoàn Hổ Môn có tổ chức Long Môn làm chỗ dựa mới có thể phát triển lên, cậu nói xem bọn họ có thể đè lên đầu tập đoàn Hướng Thị không? Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói vậy thì chẳng có gì lạ, cậu muốn lấy hạt rẻ ra từ trong lò lửa, ngược lại là một cách tốt. Tề Đẳng Nhàn nghe, trong lòng không khỏi yên lặng thở dài, tập đoàn Hướng Thị, chính là sản nghiệp của nhà lão Hướng. Vị lão Hướng này là con nhà giàu, không chịu làm ăn đàng hoàng, lại chạy tới buôn bán súng ống đạn được, lại còn có lá gan lớn như trời. Lão Hướng bình thường cũng rất tùy tiện, làm ăn phát đạt rồi. Sau đó, lại nuốt thêm một nhóm súng ống đạn được giá trị hơn 100 triệu của quân phiệt lớn nào đó. Làm quân phiệt mà, tất nhiên không sẽ nuốt giận vào bụng. Cũng không lâu sau đó đã phái người tiêu diệt hết cả nhà lão Hướng, chỉ để lại 2 người là lão Hướng và cô em gái Hướng Đông Tinh. Một sản nghiệp lớn như tập đoàn Hướng Thị,
Sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, cô dì chú bác từ đâu đều chạy tới tranh đoạt tài sản. Một mình Hướng Đông Tinh ôm hũ cho cốt của cha mẹ xuất hiện trên hội đồng quản trị, đuổi hết những họ hàng này đi, nắm lấy quyền lớn. Lão Hướng cũng vì chuyện đã xảy ra mà bị bỏ tù, đến nay cũng chưa từng được Hướng Đông Tinh tha thứ. Lần này Tề Đảng Nhàn từ trong ngục giam ra đây, lão Hướng mắc bệnh nặng đang hấp hối vì các loại đả kích mở miệng cầu xin Tề Đảng Nhàn giúp đỡ, nếu hắn có cơ hội, hãy hỗ trợ Hướng Đông Tinh một chút. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Lý Vân Uyển thấy Tề Đảng Nhàn lơ đãng, không khỏi dùng đũa nhẹ nhàng đụng một cái vào cổ tay của hắn. Không có gì, Tề Đảng Nhàn lấy lại tinh thần, phát hiện Lý Vân Uyển với mình ngồi rất gần, đùi của hai người cũng đều sắp chạm vào nhau. Chẳng qua, Tề Đảng Nhàn cũng không có để ý mấy, suy nghĩ treo ngược cành cây, nghĩ đến lão Hướng, trong đầu lại tưởng tượng ra gương mặt vốn có của Hướng Đông Tinh. Lão Hướng trong tù là người thành thật, quan hệ với Tề Đảng Nhàn cũng không tệ, thậm chí còn thường xuyên giúp hắn xử lý một ít công vụ của ngục giam, cho nên, Tề Đảng Nhàn đồng ý giúp đỡ ông ta. Xem ra, sắp tới phải đi tiếp xúc với Hướng Đông Tinh một chút. Tề Đảng Nhàn lẩm bẩm nói. Hướng Đông Tinh, anh quen biết Hướng Đông Tinh hả? Lý Vân Uyển liếc nhìn Tề Đảng Nhàn một cái, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tề Đảng Nhàn nhẹ gật đầu, nói sao? Quen cô ấy thì có gì kỳ lạ lắm à? Sắc mặt Lý Vân Uyển kỳ lạ, sau đó chậm rãi nói, cô ấy là một kẻ rất tàn nhẫn, tôi với cô ấy không được xem là bạn bè, nhưng cũng miễn cưỡng được tính là quen biết. Loại người tàn nhẫn, Tề Đảng Nhàn cười một tiếng, hỏi. Trong nhà Hướng Đông Tinh xảy ra một sự cố, cha mẹ đột ngột tử vong, sau đó từng vị họ hàng trong nhà đều nhân cơ hội tới đoạt quyền. Kết quả, Hướng Đông Tinh ôm theo hũ cho cốt của cha mẹ xuất hiện ở hội đồng quản trị, nói ra một câu khiến tất cả mọi người ở đó nghe thấy đều cảm thấy máu lạnh đến tận xương. Đến nay, lời này vẫn còn được lưu truyền rộng rãi trong giới kinh doanh của Trung Hải. Lý Vân Uyển nói. Tề Đảng Nhàn nghe, ra hiệu cô ta nói tiếp. Lý Vân Uyển lên tiếng, các họ hàng chỉ trích cô ấy cho cốt của cha mẹ còn chưa lạnh đã nghĩ đến việc tranh quyền đoạt lợi, là quá bất hiếu. Sau đó, Hướng Đông Tinh chỉ trả lời một câu. Cha mẹ tôi được hỏa táng, cho cốt sẽ không lạnh. Tề Đảng Nhàn nghe đến đây, cũng không khỏi mạnh mẽ nhíu mày lại. Trong một câu ngắn ngủi này lộ ra sự máu lạnh tột độ khiến hắn cũng không khỏi có một loại cảm giác cực kỳ chấn động. Anh muốn tiếp xúc với Hướng Đông Tinh. Chắc không phải là chuẩn bị làm kẻ cặn bã chứ. Nhưng mà, cô ấy cũng không phải người dễ ở chung, lấy kiểu tính cách này của cô ấy, ngay cả bạn bè cũng không có. Lý Vân Uyển nói. Cặn bã, hiện giờ giữa tôi và Thu Mộng không có gì cả, chỉ có danh phận. Tề Đảng Nhàn nhíu nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Lý Vân Uyển nhìn bộ dạng mặt ủ mày ê của hắn, không khỏi hỏi anh chuẩn bị treo cổ trên một cái cây ư. Tề Đảng Nhàn nói hôm qua tôi đã nói rồi, mọi thứ đều phải xem duyên phận, đến lúc duyên tận, tự nhiên sẽ rời đi. Vậy xem ra anh chính là cặn bã rồi. Lý Vân Uyển không khỏi cười lên, nhe răng giả bộ giận dữ, lộ ra hàm răng trắng ngay ngắn chỉnh tề. Vẻ mặt Tề Đảng Nhàn bình tĩnh. Đùi Lý Vân Uyển đột nhiên dán lên trên đùi Tề Đảng Nhàn, xúc cảm ấm áp truyền đến, chỉ thấy cô ta cười tươi như hoa, trên mặt mang theo vài tia ửng đỏ. Vậy anh có thể cặn bã với tôi trước được không? Lúc nói ra lời này, giọng Lý Vân Uyển có phần mập mờ. Tề Đảng Nhàn sửng sốt, sau đó lại bị tiếng của Ngọc Tiểu Long hấp dẫn sự chú ý, chỉ nghe cô nói nếu có chỗ nào khó giải quyết, có thể nói với tớ. Tề Đảng Nhàn cười lạnh, xem ra Ngọc Tiểu Long chuẩn bị nhúng tay vào việc đối phó với tập đoàn Hướng Thị, vậy cũng vừa lúc, trong trận tranh đấu này, ra sức áp chế sự kiêu ngạo của cô ấy một chút. Lý Vân Uyển nhận ra lời nói của mình cứ vậy đã bị Tề Đảng Nhàn ngó lơ thì tức đến trợn mắt, dứt khoát đẩy ghế qua một bên. Lúc này, Tề Đảng Nhàn đã sớm trầm tư suy nghĩ về chuyện khác, căn bản không chút để ý tới tiếng động do Lý Vân Uyển gây ra. Bà đây vẫn là lần đầu tiên bị đàn ông ngó lơ. Lý Vân Uyển trợn trắng mắt, giận cá chém thất chút giận lên thức ăn ở trên bàn. Ở một bên khác, Ngọc Tiểu Long và Từ Ngạo Tuyết đã nói chuyện xong. Tề Đảng Nhàn lúc này mới hoàn hồn. Nếu Từ Ngạo Tuyết sắp ra tay với Hướng Đông Tinh, mưu tính chiếm đoạt tập đoàn Hướng Thị, lại thêm việc Ngọc Tiểu Long giúp đỡ thì hắn sẽ không can thiệp vào,
để cho người phụ nữ xấu xa Ngọc Tiểu Long này phải trả một cái giá đắt. Điều này cũng coi như là lời nhắc nhở cho lão Hướng. Suy cho cùng, tên đó có thể ngỏm bất cứ lúc nào, và lại hai người cũng coi như là bạn tốt. Tề Đằng Nhàn nhìn thấy bộ dạng ăn uống thả phanh của Lý Vân Uyển thì kinh ngạc, lúc nào cô ta cũng ra dáng yểu điệu thục nữ, vậy mà sao khi ăn uống lại như sói đói vậy? Khụ khụ khụ, Lý Vân Uyển chú ý thấy ánh mắt ngạc nhiên đó thì ngại ngùng ho hai tiếng rồi nuốt thức ăn còn đang trong miệng. Tề Đằng Nhàn hỏi ngại quá, hồi nãy hơi mất tập trung, cô nói đến đâu rồi? Lý Vân Uyển không ngờ cái tên này có thể nói ra lời coi thường cô ta một cách đương nhiên như vậy, tức giận tới mức nghiến răng. Nghĩ nghĩ, lại híp mắt cười lạnh không có gì. Tề Đằng Nhàn cầm đũa bắt đầu ăn cơm, đồ ăn ở nhà hàng này khá ngon, chả trách phải xếp hàng hẹn trước cả tháng mới đặt được bàn. Lý Vân Uyển có thể mời hắn ăn cơm ở đây cũng thể hiện đủ thành ý. Xem ra là thật sự muốn cảm ơn hắn. Mà không giống như những lần gặp mặt trước kia vẫn muốn hạ thấp nhằm làm xấu mặt hắn. Long Môn là tổ chức gì? Tề Đằng Nhàn nhìn Lý Vân Uyển một cái rồi hỏi. Long Môn, đó là tổ chức xã hội lớn nhất Hoa Quốc, anh không biết sao? Lý Vân Uyển ngạc nhiên, nhìn Tề Đằng Nhàn như nhìn người ngoài hành tinh. Tề Đằng Nhàn lắc lắc đầu, kiếp này hắn chỉ là tên cai ngục ở trong nhà tù U Đô nhỏ bé, rất nhiều chuyện đều là nghe từ miệng của mấy tên tù nhân. Lý Vân Uyển nói Long Môn là tổ chức khổng lồ do người Hoa sáng lập ra, phân bố khắp nơi trên thế giới, tổng số thành viên lên đến cả triệu người. Ở mỗi tỉnh của nước ta đều có một chi nhánh thuộc Long Môn do người đứng đầu chi nhánh quản lý. Mà mỗi người đứng đầu đều có năng lực siêu phàm và các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Cô ta nói một lúc, bất giác hỏi không phải là anh đắc tội với người của Long Môn đấy chứ? Hiện tại vẫn chưa, sau này thì chưa biết. Tề Đằng Nhàn chậm rãi ăn cơm, từ tốn đáp lại. Đợi đến khi ăn xong miếng cuối cùng, hắn mới bỏ đũa xuống, nói tôi ăn no rồi, về trước đây. Cảm ơn cô đã chiêu đãi. Nói xong câu này, Tề Đằng Nhàn cứ vậy nghênh ngang rời đi, không để Lý Vân Uyển có cơ hội nói lời tạm biệt. Lý Vân Uyển ngơ ngác, vừa tức vừa có chút e sợ, Tề Đằng Nhàn này rốt cuộc có lai lịch gì. Nghe giọng điệu đó của hắn. Lẽ nào chuẩn bị đắc tội với Long Môn? Cái tên lạc hậu này, có lẽ cũng không dễ bắt được vào tay đâu. Lý Vân Uyên cảm thấy hơi đau răng. Tề Đằng Nhàn vừa mới ra ngoài không lâu thì Kiều Quốc Đào đã gọi hắn về Kiều gia. Kiều Quốc Đào cầm một bản chuyển nhượng cổ phần trị giá 3 triệu tệ đưa cho Tề Đằng Nhàn, nói đây là cổ phần của tập đoàn Trương Thị mà chú Kiều đã mua giúp cháu. Về sau cháu giữ cho cẩn thận. Đợi đến lúc tập đoàn Trương Thị lên sàn rồi thì mỗi năm đều sẽ có hoa hồng. Tề Đằng Nhàn ngạc nhiên, sau đó liền nghe thấy Bàng Tú Vân ở bên cạnh nói hiện tại, cô dì chú bác đều cảm ơn chúng ta đấy, việc này đều là nhờ Trương Thiếu, nếu không phải cậu ấy tiết lộ chút tin tức thì mọi người lấy đâu ra cơ hội để ăn lời như vậy. Chú Kiều, mọi người tổng cộng đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Tề Đằng Nhàn nhịn không được hỏi. Bọn chú đầu này bỏ ra tổng cộng khoảng hơn 30 triệu, sau lại có thêm vài người họ hàng bị thuyết phục, cộng lẻ tẻ lại cũng có hơn 20, 30 triệu. Kiều Quốc Thái cười cười, trả lời. Tề Đằng Nhàn ngay lập tức cảm thấy nhức đầu, nếu như tập đoàn Trương Thị ôm tiền bỏ trốn thì món nợ này cuối cùng e là sẽ đổ hết lên đầu Kiều Quốc Đào. Kiều Quốc Đào vỗ vỗ vai Tề Đằng Nhàn, nói hôm nay xảy ra chuyện gì chú đều biết, cháu không sợ cường quyền mà ra tay giúp Thu Mộng. Rất có bản lĩnh và trách nhiệm. Chú rất tán thưởng cháu. Tề Đằng Nhàn sờ sờ mũi, hắn ở Kiều gia rất hiếm khi được khen ngợi như vậy. Chỉ là, cháu không nên có thành kiến lớn như vậy với Trương Thiệu Kiệt. Hắn có tâm ý với Thu Mộng nhưng cháu mới là chồng hợp pháp của Thu Mộng. Hơn nữa, Thu Mộng vẫn chỉ luôn xem hắn ta là bạn bè bình thường. Thu Mộng nói với cháu những lời kia cũng là muốn cháu trở nên tốt hơn. Chỉ hy vọng cháu sớm ngày trưởng thành mà thôi. Cháu cũng đừng để bụng. Theo chú thấy cháu nên đến tập đoàn Kiều gia làm, từ chức vụ thấp rồi tích lũy kinh nghiệm đi lên, chú tin tưởng vào tiềm năng của cháu. Tề Đằng Nhàn vội xua tay nói chú Kiều, không cần đâu ạ. Cháu đã có kế hoạch của mình. Bàng Tú Vân cười lạnh nói cũng đã chạy đến nương nhờ làm rể nhà chúng tôi rồi mà vẫn còn ở đây mạnh miệng. Nếu cậu có bản lĩnh thật sự thì cũng giống như Trương Thiếu ấy. Thu xếp đâu vào đấy phần hoa hồng cho chúng tôi đi. Lão Kiều,
tôi nói ông nghe, vẫn là người như Trương Thiếu giúp chúng ta nở mày nở mặt. Hôm nay họ Hàng đến đưa tiền mua cổ phiếu, ai ai cũng khen nhà chúng ta có mắt nhìn đấy. Kiều Quốc Đào nói hôm nay Đảng Nhàn đứng ra bảo vệ Thu Mộng đã đủ cho thấy nó là người có bản lĩnh, bà đừng có ở đây lắm lời nữa. Thấy Kiều Quốc Đào kiên quyết như vậy, Bàng Tú Vân cũng chỉ đành nghiến răng nhẫn nhịn, nhưng vẫn dùng ánh mắt hung ác trừng Tề Đảng Nhàn một cái, rõ ràng là không hài lòng chuyện hắn làm lỡ dở Kiều Thu Mộng. Vốn dĩ Tề Đảng Nhàn muốn nói với Kiều Quốc Đào về tình hình của tập đoàn Trương Thị, thế nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của hai người này với Trương Thiệu Kiệt thì cảm thấy vẫn là không nói thì tốt hơn, tránh cho tự chuốc vạ vào thân. Đợi đến giờ cơm trưa, Kiều Thu Mộng mới lê tấm thân mệt mỏi rã rời trở về nhà. Ba mẹ, chuyện bên phía ngân hàng Trung Hải vẫn chưa xong xuôi. Kiều Thu Mộng thở dài nói. Xảy ra chuyện gì, không phải là đã hòa giải xong với bên thương hội Hắc Long rồi hay sao? Vì sao bọn họ không đồng ý cho vay? Bàng Tú Vân bực mình nói. Kiều Thu Mộng mím môi nhìn bà một cái, khẽ lắc đầu, rõ ràng là có điều gì đó khó nói. Tề Đảng Nhàn nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, chắc hẳn là bên phía ngân hàng cố ý làm khó, vừa giống với Vu Khải Hà Toàn đưa ra những yêu cầu vô lý. Để cháu xử lý, cháu có quen biết chủ tịch ngân hàng Tôn Hưng Chương. Tìm ông ấy nhờ cậy có lẽ ông ấy sẽ không từ chối. Tề Đảng Nhàn nói. Ui chao, mạnh miệng gớm, để thổi phồng bản thân mà tốn không ít công sức nhỉ. Chả trách hai ngày nay cậu nhàn nhã như vậy. Không đồng ý tiếp nhận ý tốt của Lão Kiều đến tập đoàn Kiều Thị làm việc, thì ra là bí mật đi nghe ngóng về danh tiếng của mấy nhân vật lớn bên Trung Hải để thuận tiện khoác lác hả. Kiều Quốc Đào bất đắc dĩ ho một tiếng, vỗ vai Tề Đảng Nhàn, nghiêm túc khuyên đàn ông thì phải làm đến nơi đến chốn. Ông đương nhiên sẽ không tin Tề Đảng Nhàn đã bị đuổi khỏi Tề gia, làm cai ngục ở một nơi nhỏ bé nhiều năm lại có quan hệ rộng như vậy. Ha ha ha, chuyện này hay cứ để cháu đến xử lý cho. Giọng nói của Trương Thiệu Kiệt vang lên ngay sau Kiều Quốc Đào, hắn ta sải bước dí vào Kiều gia. Sau khi trông thấy Trương Thiệu Kiệt, Bàng Tú Vân không khỏi ngạc nhiên, hỏi Trương Thiếu có cách nào sao? Trương Thiệu Kiệt nhàn nhạt đáp trước kia chủ tịch ngân hàng Trung Hải Tôn Hưng Chương có cho tập đoàn Trương Thị chúng tôi vay 2 tỷ. 2 tỷ này là ông ta nhờ ông nội, bà nội tôi mở lời thì ba cháu mới đồng ý nhận đấy. Cháu đi nói ông ta giải quyết chuyện này. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tề Đảng Nhàn nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Trong lúc nói chuyện Tôn Hưng Chương và Hoàng Văn Lãng đã nói rằng tập đoàn Trương Thị hiện tại đã và đang thu không đủ chi, bất cứ lúc nào cũng có thể phá sản. Tôn Hưng Chương vốn đã bác bỏ khoản vay của tập đoàn Trương Thị từ lâu, giờ qua miệng Trương Thiệu Kiệt lại đổi ngược thành Tôn Hưng Chương cầu xin tập đoàn Trương Thị chấp nhận khoản vay. Nếu là trước kia, tập đoàn Trương Thị vẫn còn là doanh nghiệp ưu tú thì còn có hy vọng, nhưng hiện tại thì... Tề Đảng Nhàn chỉ có thể lắc đầu. Mấu chốt là, mấy người Kiều gia vẫn cứ tin lời Trương Thiệu Kiệt mà không nghi ngờ gì, chỉ đâu nghe đó. Điều này khiến hắn khá bất lực. Mộng Mộng, em cứ yên tâm làm công việc của mình, mấy cái phiền phức này giao hết cho anh. Trương Thiệu Kiệt mỉm cười nói. Được, cảm ơn anh Trương. Kiều Thu Mộng gật gật đầu. Trương Thiệu Kiệt ngoài mặt cười, trong lòng thầm nghĩ dù sao qua 2 ngày nữa ông đây có lẽ cũng chạy qua Mỹ rồi, trước khi đi làm ầm ĩ một trận cũng chả sao. Kiều Quốc Đào vẫn kiên quyết để Tề Đảng Nhàn đến tập đoàn Kiều Thị làm việc, nhưng Tề Đảng Nhàn vẫn mượn cớ hết lần này đến lần khác. Vậy cháu nhất định phải tìm một công việc mà chú thấy hài lòng, nếu không thì vẫn phải đến Kiều gia làm việc. Đây là mệnh lệnh của chú. À, thôi cũng được à. Tề Đảng Nhàn bất lực gật đầu đáp lại, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc. Hắn không ở lại Kiều gia đợi đến giờ cơm mà đi thẳng đến tập đoàn Hướng Thị. Từ Ngạo Tuyết sẽ ra tay với tập đoàn Hướng Thị, ngay cả Ngọc Tiểu Long cũng sẽ nhúng tay vào. Tề Đảng Nhàn muốn hoàn thành lời hứa với Lão Hướng, cũng muốn khiến cho cô nàng cao ngạo như Ngọc Tiểu Long bị vả mặt cho tỉnh hẳn. Tôi tìm chủ tịch Hướng. Tề Đảng Nhàn đến quầy tiếp tân của tập đoàn Hướng Thị, nói thẳng vào vấn đề. Đã có hẹn trước chưa ạ? Nữ nhân viên tiếp tân có chút hoài nghi hỏi. Tề Đảng Nhàn đáp lại cô nói với cô ấy tôi là người của Hướng Đông Lôi phái đến, cô ấy sẽ gặp tôi thôi. Cô gái đã từng nghe qua cái tên Hướng Đông Lôi, hơn nữa biết rõ cái tên này là điều cấm kỵ trong công ty.
bị dọa đến mặt hơi tái, không dám tự quyết định, bèn gọi điện thoại báo lên cấp trên. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn chuyển động, lúc nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt mày ủ rũ mặc bộ vest đen nhăn nheo đi vào thang máy, hơi nhíu mày. Lúc này, cô gái tiếp tân đặt điện thoại trong tay xuống, sau đó vẻ mặt ngại ngùng nói với Tề Đẳng Nhàn chủ tịch Hướng nói. Nói cái gì? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Chủ tịch Hướng nói anh cút, cô gái tiếp tân xấu hổ nói tiếp. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi trầm xuống, quả nhiên qua bao nhiêu năm thì Hướng Đông Tinh vẫn không thể tha thứ cho những việc lão Hướng đã làm năm đó. Nếu như khi đó lão Hướng yên ổn làm ăn, không đi đường ngang ngõ tắt thì Hướng gia tuyệt đối sẽ không chết nhiều người như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhân lúc không ai chú ý lẻn vào lối đi cầu thang bộ. Nếu không phải Hướng Đông Tinh có khả năng sẽ gặp nguy hiểm thì hắn còn lâu mới dùng chiêu này. Tề Đẳng Nhàn điên cuồng chạy dọc theo cầu thang, thể lực của hắn tốt đến kinh ngạc, chạy bộ còn nhanh hơn cả thang máy. Không bao lâu đã lên đến tầng 19 ở trên cao nhất. Trước cửa phòng làm việc của chủ tịch có một chiếc bàn nhỏ, một nữ thư ký xinh đẹp ngồi ở đó, đang kiểm tra tài liệu trên tay. Tề Đẳng Nhàn đi qua, cô thư ký đó lập tức đứng dậy. Cao mày hỏi thưa ngài tìm ai? Tôi tìm chủ tịch Hướng. Xin hỏi đã hẹn trước hay chưa? Thư ký lại hỏi. Vẫn chưa, là Hướng Đông Lôi nói tôi đến. Tề Đẳng Nhàn đáp. Thư ký nghe thấy cái tên này sắc mặt lập tức thay đổi, mặt lạnh đi nói không phải vừa nãy đã nói rồi sao, mời anh rời khỏi đây. Chủ tịch Hướng không muốn nghe thấy cái tên này, vì vậy, mời anh lập từ rời khỏi đây. Nếu không không sẽ gọi bảo vệ lên hoặc trực tiếp gọi cảnh sát đến xử lý. Tề Đẳng Nhàn không khỏi bật cười, nói bà chủ của cô hiện tại đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô xác định muốn xử lý tôi trước sao? Thư ký sau khi nghe câu này, khuôn mặt càng trở nên u ám hơn, cho rằng Tề Đẳng Nhàn chỉ đang hù dọa. Chủ tịch Hướng hiện đang tiếp đón chủ tịch Văn của nhà máy điện tử Tinh Tinh, không rảnh gặp anh. Hơn nữa, anh là người do tên phá hoại Hướng Đông Tinh giới thiệu thì chủ tịch càng không gặp anh. Uy hiếp cũng vô ích thôi, cô thư ký cứng rắn nói. Khả năng cách âm của cửa lớn văn phòng rất tốt, nhưng vẫn có một số âm thanh khó phát hiện lọt ra từ bên trong. Với thính lực của Tề Đẳng Nhàn, trong bán kính 50 mét, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng gió, tiếng cỏ, tất nhiên động tĩnh nhỏ này cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Hắn không thèm nói chuyện với thư ký nữa. Đi tới đi lui, trùng chân xoay người nhắm về phía cửa. Anh muốn làm gì? Thư ký giật mình, không ngờ lại có người dám đến đây quậy phá. Tề Đẳng Nhàn nhấc chân phải, xoay người vặn eo, nhắm chuẩn đạp một cước lên cửa ầm một tiếng, cả cánh cửa bị đá bay vào trong. Cái cửa này có kỹ thuật chống đạn chống nổ cao cấp nhất, thư ký há to miệng, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Bên trong cánh cửa, một người đàn ông quấn đầy thuốc nổ tự chế đứng trước bàn làm việc với khuôn mặt hung dữ, lời lẽ hung ác. Tiếng cửa bị đá bay làm hai người trong văn phòng giật mình. Người đàn ông này chính là người đàn ông trung niên trông rất khốn khổ mà Tề Đẳng Nhàn đã nhìn thấy ở tầng 1. Người ngồi sau bàn làm việc chính là Hướng Đông Tinh. Cô ấy mặc áo sơ mi, váy đen chuyên nghiệp, tóc dài được búi lại sau đầu bằng cây bút chì, thể hiện rõ khí chất của một tay chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cho dù là tinh anh cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến nhan sắc xinh đẹp của cô ấy. Nhưng vào lúc này, trông cô ấy lại có vẻ hơi lúng túng. Mày không được tới đây, mày tiến lên một bước thì chúng ta sẽ đồng quy vô tận. Chủ tịch Văn cầm thuốc nổ giận dữ hét lên với Tề Đẳng Nhàn, hai mắt đỏ ngầu như con thú rơi vào khốn cảnh. Hướng Đông Tinh nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái rồi quay đầu lại nói với chủ tịch Văn. Chủ tịch Văn, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý với những chuyện mà ông nói, đây là nguyên tắc. Nhà máy điện tử Tinh Tinh cắt giảm nguyên liệu, dẫn đến các sản phẩm tôi muốn đều không đạt tiêu chuẩn. Đây là do năng lực quản lý của ông, chứ không phải do tập đoàn Hướng thị chúng tôi. Chủ tịch Văn quay đầu lại, nghiến răng nói Hướng Đông Tinh, còn ả khốn kiếp nhà mày không chừa cho tao con đường sống nhỏ nhoi nào sao? Hướng Đông Tinh hờ hững nói đường là do ông chọn, không liên quan đến tôi. Chủ tịch Văn phẫn nộ nói vậy thì cùng nhau đi chết là được. Cảnh tượng trong văn phòng khiến cô thư ký nhỏ ngoài cửa sợ hãi run lên, ngồi bệt xuống đất. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh, hai tay đút túi quần, yên lặng quan sát. Được thôi,
dù sao hướng đông tinh tôi đây có thể sống sót thì coi như là may mắn, mạng nhỏ mà thôi. Tôi chết rồi, vừa hay thuận lợi đi cùng cha mẹ tôi. Hướng đông tinh đột nhiên đập mạnh lên bàn, đột ngột đứng dậy, tưởng như cô ấy mới là người cầm thuốc nổ, khí thế hoàn toàn lấn át chủ tịch Văn. Chủ tịch Văn sau khi nghe lời này, sắc mặt tái nhợt, tâm tình càng thêm kích động. Đúng là một người phụ nữ còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Tề Đẳng Nhàn thấy vậy, không khỏi chậm rãi rút tay ra khỏi túi quần. Trái lại, hướng đông tình đem đến một đội quân, trực tiếp làm cho Văn Tổng rối loạn trận tuyến. Hướng đông tình, người phụ nữ xấu xa này, đừng có ép tôi. Hai mắt của Văn Tổng đỏ bừng, cuồng loạn la lên. Anh ấn đi, ấn xuống đi, chúng ta sẽ cùng chết. Hướng đông tình nhe răng cười nói, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, biểu hiện còn hung ác hơn Văn Tổng. Văn Tổng tức giận, cơ thể không ngừng run rẩy, cả giận nói tốt lắm, vậy thì cùng chết. Ông đây chỉ là ông chủ của một cái nhà máy, kéo theo bản thân cô lại là tổng giám đốc của tập đoàn trị giá cả trăm triệu chết cùng, nghĩ như thế nào cũng đều có lời. Sau khi nói xong lời này, ngón tay cái của Văn Tổng hung hăng nhấn xuống một cái. Nhưng đúng vào lúc này, một đồng xu bằng thép bay ra từ trong tay Tề Đẳng Nhàn, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, tàn nhẫn đánh vào cổ tay của Văn Tổng. Văn Tổng bị đồng xu này đánh cho đau đớn, đôi tay không chịu được buông lỏng, điều khiển từ xa ở trong tay rơi xuống mặt đất. Hai mắt của hướng đông tình đỏ bừng, ngay trong nháy mắt khi Văn Tổng chuẩn bị cầm lấy điều khiển từ xa, bỗng nhiên rút một cái bút máy từ sau đầu của chính mình, tàn nhẫn đâm lên cánh tay của Văn Tổng. A! À. Văn Tổng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như sói tru, máu tươi văng khắp nơi. Vào lúc này Tề Đẳng Nhàn ở phía sau cũng đã đi tới bên cạnh Văn Tổng, nâng tay lên đánh một chưởng, bổ vào phía sau đầu của hắn. Tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức im bặt, thân thể của Văn Tổng mềm nhũn đổ rạp ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hướng đông tình tóc tai bù xù, trong tay cầm chiếc bút máy dính máu, giống như nữ quỷ đòi mạng, thở hổn hển, còn có ánh mắt tràn đầy sát khí, dừng ở trên người Tề Đẳng Nhàn. Bây giờ anh có thể báo cảnh sát rồi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nói với thư ký nhỏ bị dọa ngây người đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh nhạt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thư ký nhỏ phục hồi tinh thần, cuống quýt quay đi gọi điện thoại báo cảnh sát. Tề Đẳng Nhàn xoay người nhặt đồng xu nằm dưới mặt đất, cầm trong tay ngắm nghía, cười cười nói chuyện với hướng đông tình nói gì đi chứ. Hướng đông tình lấy ra một cái khăn ướt, chậm rãi lau sạch sẽ chiếc bút mực trong tay, sau đó giơ hai tay ra sau đầu, bắt đầu chỉnh sửa lại tóc của mình. Tôi và người của hướng đông lôi, hình như không có gì để nói. Hướng đông tình cười lạnh nói. Tôi không phải người của hắn, phải nói, hắn là người của tôi, ừm. Tôi là người quản lý hắn, Tề Đẳng Nhàn nói. Hướng đông tình nhíu nhíu mày, nói anh là cai ngục. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói lần này tôi tình cờ có cơ hội rời khỏi ngục giam, trước khi đi hướng đông lôi có nhờ và tôi chăm sóc hướng đông tình. Hướng đông tình cầm bút máy cắm vào búi tóc, ánh mắt kiêu ngạo không có một chút độ ấm hay bất kỳ cảm xúc nào khác đang dao động, đôi môi sắc bén như dao nhẹ nhàng mở ra, nói tôi không cần ai chăm sóc. Tề Đẳng Nhàn nói tôi thật ra cũng không phải rất muốn quản chuyện rắc rối này, nhưng hướng đông lôi ở trong ngục giam rất nghe lời, thậm chí gánh vác giúp tôi không ít công việc, hơn nữa, cái mạng tàn của hắn cũng sắp hết. Cho nên, lúc đó tôi mới đáp ứng yêu cầu của hắn. Nghe được tin tức mạng sống của hướng đông lôi không còn lâu, lúc này trong mắt hướng đông tình mới hiện ra một chút cảm xúc khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt hướng đông tình lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Hờ hững nói anh là đang thương hại tôi. Tề Đẳng Nhàn hơi nhún vai, sau đó lắc đầu, nói ghế ngồi của cô trên cả một tập đoàn lớn trị giá trăm triệu, tôi có tư cách gì thương hại cô. Chẳng qua, cô có trông coi được không thôi, chính xác mà nói. Hướng đông tình cười lạnh nói anh thì biết cái gì. Tôi biết hiện tại cô bị Long Môn chèn ép, còn biết người của Từ gia đế đô chuẩn bị trà trộn chen vào một tay. Thậm chí ngay cả Ngọc Tiểu Long hình như cũng có chút hứng thú với miếng bánh ngọt lớn là tập đoàn Hướng Thị. Tề Đẳng Nhàn ung dung nói. Sau khi nghe xong câu nói đầu tiên của Tề Đẳng Nhàn thì hướng đông tình thể hiện sự thờ ơ, câu nói thứ hai làm cho ánh mắt của cô khẽ dao động, đến câu nói thứ ba thì khiến trong lòng cô dâng lên sóng to gió lớn. Hướng đông tình hơi hơi hít sâu một hơi,
làm cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại một chút. Từ gia cũng muốn gia nhập, chỉ làm cho thế cục trước mắt càng thêm tồi tệ, nếu như người có sức ảnh hưởng trên toàn bộ Hoa Quốc Ngọc Tiểu Long cũng muốn nhúng tay vào, vậy tập đoàn Hướng Thị, hơn phân nửa là thật sự không giữ được. Anh chỉ là một cai ngục mà thôi, lấy cái gì giúp tôi? Hướng Đông Tình ngồi xuống, cả người hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, một đôi mắt sách mang theo lòng hăng hái, nhìn chằm chằm đánh giá Tề Đẳng Nhàn. Lúc anh của cô cầu xin tôi thì hắn đã quỳ xuống, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống dưới. Tề Đẳng Nhàn trả lời mà mặt không chút thay đổi. Lông mày của Hướng Đông Tình không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại, cô hận Hướng Đông Lôi, nhưng cô hiểu rất rõ, Hướng Đông Lôi là người tâm cao khí ngạo. Một người mà có thể làm cho hắn quỳ xuống, hơn nữa nước mắt giàn giụa đi xin hỗ trợ, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tề Đẳng Nhàn không đợi Hướng Đông Tình nói chuyện, tiếp tục mở miệng nói đầu tiên, tôi cần một thông báo nhậm chức, bất kỳ chức vị gì đều được, nhưng không thể quá thấp. Tiếp theo, tôi sẽ không chiếm dụng tài nguyên của công ty, cũng sẽ không đi làm đúng giờ, chỉ ra tay giúp đỡ khi cô gặp khó khăn. Cuối cùng, tôi muốn nói cho cô biết, cuộc sống không đơn giản chỉ có thù hận. Hướng Đông Tình cười khẩy nói anh thì biết cái gì về yêu và hận. Nói xong lời này, cô rút ra một phần văn kiện, ký tên soạt soạt lên trên mặt giấy, rồi ném tới trước mặt của Tề Đẳng Nhàn, giọng nói lạnh lùng, Phó Bộ trưởng Bộ An ninh, để lại tên cùng điện thoại đi, sau đó anh có thể biến. Tề Đẳng Nhàn khi nhìn thấy thái độ kiêu ngạo lạnh lùng của người phụ nữ này, không khỏi sinh ra một ý nghĩ hung ác. Hắn muốn mài gương mặt tươi cười của người phụ nữ này lên trên mặt bàn. Tề Đẳng Nhàn. Hướng Đông Tình nhìn thấy tờ giấy trong tay, không khỏi khẽ nhíu mày. Chỉ mong không phải người cũng giống như tên, là một kẻ đầu đường xó chợ thì tốt rồi. Hướng Đông Tình cười lạnh. Đối với lời châm chọc khiêu khích này của Hướng Đông Tình, Tề Đẳng Nhàn coi như không nhìn thấy, vươn tay về phía Hướng Đông Tình, nói tôi cần những tư liệu chi tiết trong tay cô. Nhìn xem Long Môn chèn ép cô như thế nào, còn muốn hiểu biết thêm về phương thức hoạt động của công ty cô. Hướng Đông Tình sắc mặt lạnh lùng nói tạm thời không nóng vội, chờ anh chính thức nhận chức rồi nói sau. Lúc này, cảnh sát đã tới, mang đi quả bom dùng để uy hiếp Hướng Đông Tình của Văn Tổng, tiện thể đơn giản đưa ra vài câu hỏi. Quyền lực của tập đoàn Hướng Thị rất lớn, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Hướng Đông Tình chỉ nói mấy câu đã đơn giản được thông qua. Cũng không cần đặc biệt đi một chuyến đến cục cảnh sát. Hướng Đông Tình mang tài liệu nhận chức của Tề Đẳng Nhàn giao cho thư ký, để cho cô ấy đi xử lý. Tề Đẳng Nhàn tung đồng xu trong tay lên, sau đó xoay người rời đi. Chờ chút đã, Hướng Đông Tình ngăn hắn lại. Hả, Tề Đẳng Nhàn quay đầu. Hắn còn có thể sống được mấy ngày? Hướng Đông Tình lạnh lùng hỏi. Không biết, dù sao cũng không dài. Tề Đẳng Nhàn nghiêng nghiêng đầu, nói xong thì lập tức rời khỏi văn phòng của Hướng Đông Tình. Đợi cho người đi căn phòng trống rỗng, lúc này Hướng Đông Tình mới đứng dậy, chuyển hướng đi đến giá sách, cầm một cái khung ảnh đưa lưng về phía cô xoay quay lại. Trong khung ảnh, là một tấm ảnh chụp gia đình. Ngay cả anh, đều muốn bỏ em mà đi. Đến lúc đó, em nên hận ai đây? Hướng Đông Tình mím môi, ngón tay cuộn thành nắm đấm. Ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà đã hiện ra màu xanh đen. Tề Đẳng Nhàn đợi cho thư ký xử xong thủ tục nhận chức, sau đó cầm thẻ công tác, rời khỏi tập đoàn Hướng Thị. Hắn còn phải làm một việc, đó chính là giải quyết phiền toái mà Ngân hàng Trung Hải không chịu cho tập đoàn Kiều Thị vay vốn. Tập đoàn Hướng Thị là xí nghiệp nổi danh của thành phố Trung Hải, tổng giá trị tập đoàn cao không dưới 100 triệu. Chỉ có điều, trong năm nay gặp phải phiền toái. Bị tập đoàn Hổ Môn nhìn chằm chằm. Vương Hổ, một kẻ ít hành động, nhưng lại giàu có và hống hách của tập đoàn Hổ Môn, đầu tiên là tiến hành theo đuổi Hướng Đông Tình. Người phụ nữ có tính cách như Hướng Đông Tình đương nhiên là không có khả năng đồng ý, thậm chí còn đùa cợt Vương Hổ một phen, khiến tập đoàn Hổ Môn chịu một khoản tổn thất không nhỏ. Vương Hổ thẹn quá hóa giận ngay lập tức bắt tay vào làm ra việc chĩa mũi nhọn vào Hướng Đông Tình. Điều này dẫn đến việc hiện tại tập đoàn Hướng Thị gặp phải thất bại, thậm chí, dẫn tới sói đói ở đế đô ngấp nghé muốn chiếm lấy. Tề Đẳng Nhàn vừa tìm hiểu sơ qua về tình hình gần đây của tập đoàn Hướng Thị thông qua kênh thông tin của chính mình, vừa chạy tới trụ sở chính của Ngân hàng Trung Hải.
Hắn biết được người phụ trách hoạt động cho vay của tập đoàn Kiều Thị là một quản lý tên là Trương Tử Long, trực tiếp tìm tới. Tìm ai? Trong văn phòng quản lý, chỉ có một người đàn ông tương đối trẻ tuổi, mặc tây trang và đi giày da. Tôi tìm Trương quản lý, Tề Đảng Nhàn thản nhiên nói. Chuyện gì? Người đàn ông này hơn phân nửa là trợ lý của Trương Tử Long, mở miệng hỏi. Bàn về chuyện vay tiền của Kiều gia, Tề Đảng Nhàn thành thật nói. Trợ lý nghe nói như vậy, không khỏi nở một nụ cười, khom lưng mở ngăn kéo ra, lấy ra một túi ni lông màu đen từ bên trong, ném thẳng tới trước mặt Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn ngẩn người, ánh mắt nhìn vào qua khe hở, phát hiện bên trong hình như là một bộ trang phục gợi cảm của nữ hầu gái màu xanh trắng. Điều này làm cho hắn không khỏi liên tục nhíu mày, không hiểu ý tứ của đối phương. Trợ lý thản nhiên nói, anh cầm về cho Kiều Thu Mộng mặc vào, sau đó lại đến nói chuyện với Trương quản lý của chúng tôi. Tề Đảng Nhàn nhìn túi ni lông màu đen, trên mặt lộ ra vẻ mặt cười như không cười, hắn và Kiều Thu Mộng vừa mới kết hôn, còn chưa thấy qua hình ảnh Kiều Thu Mộng mặc loại quần áo này. Cái tên Trương Tử Long lại chuẩn bị chơi trò này, đúng là hiểu chút tình thú nha. Điều kiện, Trương quản lý đã cho, làm không được, cũng đừng tới nơi này thêm phiền phức, chúng tôi rất bận rộn. Trợ lý ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tề Đảng Nhàn một cái, dáng vẻ chuẩn bị tiễn khách. Anh tốt nhất nên gọi hắn tới đây. Mắt trái Tề Đảng Nhàn hơi híp lại, sau đó rất nghiêm túc cười nói. Trợ lý nghe nói như vậy, vẻ mặt khinh thường, nói anh là cái gì, Trương quản lý của chúng tôi có rất nhiều công việc, một ngày phải xử lý hơn mấy chục triệu sự việc, Kiều Thị có chút chuyện nhỏ lẻ kia, hắn đã cho Kiều Thu Mộng cơ hội rồi. Tập đoàn Kiều Thị nếu muốn lấy được số tiền vay kia, thì thành thành thật thật bảo Kiều Thu Mộng mặc bộ quần áo này vào, sau đó lại đi tìm Trương quản lý nói chuyện. Lời còn chưa dứt, Tề Chờ Nhàn từng bước tiến lên, một tay đè đầu hắn lại, tàn nhẫn đập lên mặt bàn. Rầm, rầm, rầm. Mờ thanh va chạm vô cùng nhịp nhàng. Tề Đảng Nhàn thích âm thanh này, cho nên vừa gật đầu, vừa híp mắt, làm cho âm thanh này vang thêm vài lần. Trợ lý bị đánh đến mặt đầy máu, xương mũi cũng gãy, đau đến liên tục kêu rên, nhưng trong miệng vẫn không quên cảnh cáo hắn, mẹ kiếp mày. Dám đánh người ở ngân hàng Trung Hải, tao là trợ lý của giám đốc Trương. Mày chọc giận tao rồi, khoản vay này, cho dù Kiều Thu Mộng không mặc gì đi tìm Trương quản lý, cũng không thể thương lượng được nữa. Không những như thế, tao còn muốn tập đoàn Kiều Thị chúng mày phải phá sản. Tề Đảng Nhàn ấn đầu trợ lý, miệng cười nhưng trong lòng không cười nói, hiện tại, gọi điện thoại cho Trương Tử Long tới, tôi cho anh 3 phút. Trong vòng 3 phút, nếu hắn còn không chạy tới, tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị hôn môi với bàn làm việc. Trợ lý nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ trong đôi mắt Tề Đảng Nhàn, cả người không chịu được run lẩy bẩy, móc điện thoại từ trong ngực ra gọi cho Trương Tử Long. Có chuyện gì, không biết ông đây đang bận tiếp đãi khách hàng lớn sao? Trương Tử Long khó chịu hỏi. Trương quản lý, người của tập đoàn Kiều Thị tới. Trợ lý run rẩy nói. Ồ, Kiều Tổng định mặc bộ hầu gái kia để nói chuyện với tôi sao? Tâm trạng khó chịu của Trương Tử Long thoáng cái đã biến mất, lập tức cười hỏi. Trợ lý lại nói, không, không, có một người đàn ông đến, đánh tôi. Còn nói nếu ngài trong vòng 3 phút không tới, sẽ đánh tôi tàn phế. Trương Tử Long nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, giận dữ nói cái gì? Đánh anh trong văn phòng của tôi à? Tôi sẽ đến ngay bây giờ, bảo anh ta chờ đấy cho tôi. Cúp điện thoại, thái độ của trợ lý lại một lần nữa trở nên kiêu ngạo. Trương quản lý nói hắn sẽ tới ngay, anh chuẩn bị hậu sự cho xong đi. Trợ lý nhìn chằm chằm Tề Đảng Nhàn, trong mắt lộ ra sự hung ác. Quỳ xuống nói chuyện với tôi. Tề Đảng Nhàn nhíu mày, một cước đá vào đầu gối hắn, bịch một cái, trợ lý bị đá phải quỳ rạp xuống đất. Tiếng động trong phòng làm việc đã sớm quấy rầy đến các nhân viên ngân hàng Trung Hải. Bọn họ nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, ai nấy đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mấy năm nay, lại có người dám ở chỗ của Trương quản lý gây sự, chê mạng mình quá dài phải không? Ai mà không biết Trương quản lý là người mà chủ tịch Tôn tin tưởng nhất, lại dám đánh trợ lý của hắn ta ở phòng làm việc của Trương quản lý, tôi thấy não của tên này thật sự bị bại liệt rồi. Nghe nói là người của tập đoàn Kiều Thị, tôi thấy,
Tập đoàn Kiều Thị này không muốn làm ăn nữa sao? Bọn họ còn nợ ngân hàng chúng ta 100 triệu, đến lúc đó Trương quản lý cầm dây thừng thắt chặt, phút chốc là có thể làm cho tập đoàn Kiều Thị đóng cửa phá sản. Mọi người nhìn thấy việc này, đều không thể không nghị luận sôi nổi. Trợ lý kia bị Tề Đảng Nhàn đá một cước quỳ rạp xuống đất, khiến cho nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi đã mất sạch, nhưng sau khi nghe được lời nói của người bên ngoài, sức mạnh lại càng ngày càng lớn. Bây giờ anh nên suy nghĩ một chút, lát nữa làm sao để giải thích rõ ràng với Trương quản lý. Nếu không thể làm cho Trương quản lý hài lòng, toàn bộ người của tập đoàn Kiều Thị các ngươi, chỉ chờ ngủ trên đường cái đi. Trợ lý cười lạnh. Quá ồn ào, Tề Đảng Nhàn tiện tay cầm lấy một hộp thuốc lá từ trên mặt bàn, rút ra một điếu thuốc từ bên trong, nhưng không đốt, chỉ để ở trong tay chơi đùa. Bên ngoài lại truyền đến một trận ầm ĩ. Trương quản lý, ngài tới rồi, có một tên không biết sống chết đang đánh trợ lý của ngài ở trong văn phòng của ngài. Trương quản lý, loại người có mắt không tròng này, ngài không cần cực khổ tự mình ra tay. Ngài dặn dò một tiếng, tôi sẽ cho hắn biết chữ chết viết như thế nào từng chút một. Sau khi nhìn thấy Trương Tử Long, có vài người lập tức tiến lên nịnh nọt Azure, có thể thấy Trương Tử Long vẫn có địa vị rất cao trong ngân hàng Trung Hải. Trương Tử Long mặc một bộ Âu phục màu đen, cà vạt được thắt rất chỉn chu, trên người lộ ra một loại uy nghiêm tỉ mỉ, bước tới văn phòng của mình. Trợ lý nhìn thấy Trương Tử Long xuất hiện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có chút lo lắng đứng lên, đồng thời, cắn răng nói với Tề Đảng Nhàn, mày rất giỏi đánh nhau đúng không? Hiện tại Trương quản lý tới rồi, có gan thì mày đánh tao một cái ở trước mặt ngài ấy thử xem. Một tay Tề Đảng Nhàn chơi đùa với điếu thuốc lá, một tay ấn lên gáy trợ lý, bịch một cái, mặt trợ lý lại va chạm thân mật với mặt bàn thêm một lần nữa. Cái tên ồn ào này ngất đi rồi. Tề Đảng Nhàn cảm thấy thế giới yên lặng đi không ít. Bên ngoài cửa, một khoảng thời gian yên tĩnh không tiếng động. Trương Tử Long đã tới rồi, Tề Đảng Nhàn còn dám ở trước mặt hắn chỉnh đốn trợ lý của hắn. Lá gan này, đúng là không nhỏ nha. Mặt Trương Tử Long tối sầm lại, hắn đã ở đây rồi mà Tề Đảng Nhàn vẫn dám đánh trợ lý của hắn hôn mê. Tốt nhất cậu nên cho tôi một lý do thoái thác ổn thỏa. Nếu không thì tập đoàn Kiều Thị hôm nay sẽ vì cậu mà phá sản. Trương Tử Long bước vào trong văn phòng, lạnh lùng nói. Tề Đảng Nhàn lười nói chuyện, ném điếu thuốc lá đang thưởng thức trên tay về mặt bàn, sau đó tùy tiện ngồi xuống ghế. Nhìn thái độ của Tề Đảng Nhàn chẳng hề để ý khiến hai mắt của Trương Tử Long toát ra một tia lửa giận. Tề Đảng Nhàn đợi một lát rồi mới mở miệng nói tôi cũng cho anh một cơ hội. Bộ quần áo này hoặc là tự anh mặc vào sau đó chạy quanh ngân hàng 3 vòng, rồi giải quyết sự việc Kiều gia tới vay cho tôi. Sau đó, tất nhiên tôi sẽ coi chuyện này như chưa từng xảy ra. Lời này của Tề Đảng Nhàn vừa thốt ra, khiến Trương Tử Long không nhịn được nở nụ cười. Các nhân viên bên ngoài cũng nở nụ cười theo, sôi nổi lắc đầu, cảm thấy người này chắc là bị điên rồi. Trương Tử Long chính là cánh tay đắc lực của Tôn Hưng Chương. Có địa vị rất lớn ở trong ngân hàng, phía dưới cũng có không ít khách hàng lớn. Một cái tập đoàn Kiều Thị nho nhỏ, tài sản cùng lắm chỉ mấy trăm triệu mà thôi, vậy mà dám lên mặt với Trương Tử Long. Đừng nói hiện giờ tập đoàn Kiều Thị nợ ngân hàng Trung Hải 100 triệu, chỉ cần Trương Tử Long lợi dụng nhân mạch của riêng mình cũng có thể xoay tập đoàn Kiều Thị vòng vòng. Người này là ai vậy? Không biết tập đoàn Kiều Thị từ bao giờ có một tên ngốc như vậy? Tưởng chính mình là đại ca xã hội đen sao? Đại ca xã hội đen cũng không ngu như vậy đâu, dám khiêu khích giám đốc Trương như vậy thì chỉ có kết cục phá sản đóng cửa thôi. Người của tập đoàn Kiều Thị có lẽ bị nước vào đầu rồi đi, lại đi sai một tên ngốc như vậy tới giải quyết vấn đề cho vay, theo tôi thấy hắn chính là tới tự tìm đường chết thì có. Ánh mắt một đám người nhìn Tề Đảng Nhàn không khác gì nhìn một tên ngốc. Cảm thấy hắn nhảy nhót lung tung như vậy đơn giản là muốn chôn vùi toàn bộ tập đoàn cùng mình. Trương Tử Long cười nói nếu tôi nói không thì sao? Vậy tôi cũng chỉ đành để chủ tịch Tôn tới xử lý việc này thôi. Tề Đảng Nhàn nhún vai, một bộ dáng không sao cả. Nghe thấy Tề Đảng Nhàn muốn gọi chủ tịch Tôn xuống xử lý, mọi người đều sửng sốt, sau đó là kinh ngạc. Anh ta bảo muốn để chủ tịch Tôn xuống xử lý chuyện này. Thật hay giả vậy? Tôi không nghe lầm đúng không? Ha ha, đây là lấy ra hổ làm cờ lớn sao?
Xem bộ dạng này của hắn có thể quen biết được chủ tịch Tôn sao? Thật là khôi hài. Nếu hắn có thể quen biết được chủ tịch Tôn, vậy tôi nguyện ý chặt đầu xuống làm bóng đá. Hừ, cho dù hắn thật sự quen biết chủ tịch Tôn thì thế nào, chủ tịch Tôn cũng sẽ không đứng về phía hắn. Giám đốc Trương mới là cánh tay đắc lực bên cạnh ông ta. Quen biết chỉ là quen biết, chẳng qua chủ tịch Tôn có quen hắn hay không thì không biết chắc được. Trương Tử Long nhìn Tề Đẳng Nhàn, sau đó cười nhạt, nói, được thôi, vậy cậu mau gọi chủ tịch Tôn tới đây mà xử lý. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói đừng có bảo rằng tôi chưa cho anh cơ hội. Nếu cậu có thể gọi chủ tịch Tôn xuống thì tốt, còn nếu không tới tôi sẽ khiến cậu biết dám khiêu khích ở trước mặt tôi sẽ có kết cục như thế nào. Trong mắt Trương Tử Long lóe lên tia tàn nhẫn, vung tay một cái, bên ngoài đã xuất hiện thêm vài nhân viên bảo vệ. Tề Đẳng Nhàn lười phải tiếp tục rong dài, dứt khoát rút di động gọi cho Hoàng Văn Lãng. Ha ha ha, Tề đại sư cậu cuối cùng cũng gọi điện thoại cho tôi rồi, là muốn chuẩn bị tới xử lý bệnh tình của con gái tôi sao? Hoàng Văn Lãng mở miệng cười lớn hỏi, đối với hắn có vẻ rất tôn kính. Thị trưởng Hoàng, hiện tại tôi đang ở Ngân hàng Trung Hải có tí việc, phiền ngài gọi điện cho Chủ tịch Tôn tới đây một chút, tôi có việc cần tìm ông ấy. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Hoàng Văn Lãng vừa nghe thấy là có việc cần nhờ mình giúp đỡ nhưng trong lòng lại không có nửa điểm không vui. Tính nết kia của Tề Đẳng Nhàn sau hai lần chung đụng ông cũng coi như biết rõ. Loại cao nhân như này chính mình muốn cưỡng cầu cũng không nổi. Hiện tại hắn nhờ mình chút việc nhỏ mình vui vẻ còn không kịp, cứ như vậy đã có thể để hắn nợ mình một ân tình rồi. Đến lúc đó nếu mình mở miệng cần hắn hỗ trợ, hắn cũng không thể không đáp ứng. Việc nhỏ, cậu đang ở đâu, tôi lập tức gọi điện bảo lão Tôn qua đó. Hoàng Văn Lãng sảng khoái nói. Được, Tề Đẳng Nhàn đồng ý. Người ở xung quanh thấy Tề Đẳng Nhàn gọi đối phương một tiếng thị trưởng Hoàng thì một đám không nhịn được đều cười nhạo hắn. Nhìn thấy không, tên nhãi này vốn dĩ không quen biết chủ tịch Tôn của chúng ta, ngay cả số điện thoại cũng không có. Ha ha, chắc chắn là hắn không thể tìm được chủ tịch Tôn nên cố ý làm bộ làm tịch, còn gọi điện cho thị trưởng Hoàng. Thật là buồn cười a. Không gọi được chủ tịch Tôn tới nên muốn dùng thanh danh của thị trưởng Hoàng tới hù dọa người sao? Nực cười thật, ngay cả chủ tịch Tôn còn không biết thì có thể quen biết được thị trưởng Hoàng sao? Ha ha ha, nếu vậy tôi đây còn biết cả tỉnh trưởng tỉnh Đông Hải đây này. Thấy Tề Đẳng Nhàn gọi cuộc điện thoại này là cho Hoàng Văn Lãng, mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ không tin, cảm thấy đây chính là người si nói mộng không có giới hạn. Trương Tử Long ngồi trên sofa càng là trực tiếp cười to ra tiếng, thong thả ung dung lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá cao cấp khác. Rút một điếu ra đặt trên miệng. Phụt. Một tên cấp dưới nhanh tay lẹ mắt trực tiếp vọt lên, trên tay cầm theo bật lửa cẩn thận đưa tới bên miệng Trương Tử Long. Trương Tử Long thậm chí không có ý định giơ tay che ngọn lửa mà chỉ tùy ý bắt chéo chân ngồi yên đó hít sâu một hơi. Người bình thường sẽ không ai có bộ dáng như vậy cả. Cậu trai trẻ, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Là do cậu mơ mộng cũng được, hay thật sự gọi được điện thoại cũng được. Nhưng tốt nhất là trong vòng 10 phút có thể tìm ra một người ép buộc được tôi. Trương Tử Long ngồi một bên hút thuốc đến đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn nói. Nhưng nếu người kia không thể làm gì được tôi, vậy thật ngại quá. Tập đoàn Kiều Thị đêm nay phá sản chắc rồi, kể cả có là Kiều Thu Mộng tự mình mặc bộ đồng phục hầu gái này vào đi nữa cũng vô ích. Sau đó người dám ở trong văn phòng tôi đánh người là cậu cũng sẽ không có quả ngon gì để ăn đâu. Tôi sẽ đánh gãy tay chân cậu để cậu giống như loài bò sát mà bò từ trong văn phòng tôi ra ngoài. Lời nói của Trương Tử Long khiến một nhóm vân viên xung quanh đều không khỏi hít sâu một hơi, sau đó lại thêm một trận vuốt mông ngựa vang lên. Giám đốc Trương làm việc quả nhiên rất dứt khoát, đầu tiên cho tên ngốc này cơ hội gọi người sau đó lại thu thập hắn, khó trách có thể trở thành nhân vật ở tầng cao giám đốc, thậm chí còn trở thành cánh tay đắc lực dưới trướng chủ tịch Tôn. Nếu tôi mà có một nửa, không, một phần 10 khí độ của giám đốc Trương thì không chừng hiện giờ tôi đã thăng chức lên tổ trưởng lâu rồi. Giám đốc Trương không hổ là giám đốc Trương, đúng là thần tượng của tôi có khác, hy vọng một ngày nào đó tôi cũng có thể trở thành đại nhân vật như giám đốc Trương. Nhóm nhân viên đều sôi nổi tán thưởng Trương Tử Long khiến ý cười trên mặt hắn càng đậm, lại hút một hơi thuốc thật dài.
Tề Đẳng Nhàn cười cười chơi đùa chiếc di động trong tay, chờ đợi Hoàng Văn Lãng gọi điện thoại bảo Tôn Hưng Chương tới đây. Được rồi, 10 phút đã qua. Trương Tử Long nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, đứng dậy khỏi chiếc ghế, ép để mấy bảo vệ đang đứng ngoài cửa tiến vào. Mấy nhân viên bảo vệ cầm theo côn cao su trong tay, khuôn mặt không cảm xúc đi tới, côn cao su bị bọn họ vỗ nhẹ vào tay của mình phát ra từng đợt tiếng vang rất có tiết tấu. Trương Tử Long híp mắt cười lạnh nói với Tề Đẳng Nhàn, bây giờ cậu muốn tự mình quỳ xuống giơ tay chịu trói hay phải để tôi ra lệnh một tiếng đây? Tôi nói rồi mà, tên nhãi này chính là cáo mượn oai hùm mà thôi, sao có thể gọi được cho thị trưởng Hoàng chứ? Giám đốc Trương đừng có bỏ qua cho tên ngốc mơ mộng hão huyền này, nhất định phải khiến hắn trả giá thật đắt, không thì về sau không biết có còn con chó con mèo nào cũng dám tới đây gây phiền toái đâu. Đúng vậy, lấy hắn làm gương xem về sau còn ai dám tới ngân hàng của chúng ta gây sự. Trương Tử Long đối mặt nói với Tề Đẳng Nhàn, cậu nghe rõ rồi đi. Tôi cho cậu thời gian 3 giây để suy xét. Tề Đẳng Nhàn không nói gì, chỉ yên lặng đứng dậy. Trương Tử Long mắt lạnh quát lên với bảo an, đánh cho tôi. Mấy bảo vệ cầm theo côn cao su lập tức xông lên, nhưng ở ngay thời điểm khẩn cấp như vậy bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to từ ngoài cửa. Tôi xem ai dám. Nhóm nhân viên sau khi nghe thấy âm thanh này vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Tôn Hưng Chương đen mặt từ bên ngoài đi tới. Chủ tịch Tôn, ngài tới rồi sao, ở đây có tên ngốc không biết từ đâu tới gây sự. Giám đốc Trương đang chuẩn bị dạy dỗ hắn. Chủ tịch Tôn tới vừa đúng lúc, giám đốc Trương đang lập uy cho chúng ta, ngài mau mau khen ngợi ngài ấy một chút. Trương Tử Long vẫy vẫy tay với các nhân viên bảo an để bọn họ dừng tay lại, sau đó đứng dậy khom lưng với Tôn Hưng Chương một cái, chủ tịch, ngài đã tới. Mặt Tôn Hưng Chương đen lại, lạnh lùng nói sao lại thế này. Tên ngốc này không biết từ đâu ra tới ngân hàng mơ mộng gây sự. Hiện tại chủ tịch Tôn tới rồi, tôi xem hắn định xử lý việc này như thế nào. Nên mơ mộng đều đã cho hắn mơ rồi, ở trước mặt chủ tịch Tôn tôi xem hắn còn định mơ mộng thêm cái gì nữa đây. Trương Tử Long rút một điếu thuốc đưa cho Tôn Hưng Chương, sau đó cười ha hả nói, chủ tịch, không biết tên ngốc này do tập đoàn Kiều Thị tìm từ đâu đến muốn tôi cho vay tiền xong còn đánh trợ lý của tôi đây đang chuẩn bị dạy dỗ lại hắn không phải sao. Tên nhãi này làm bộ làm tịch gọi điện thoại cho thị trưởng Hoàng, một bộ dáng ông trời là lão đại hắn là lão nhị, thật sự không còn gì có thể mơ hơn được nữa. Cũng không biết tên nghèo hèn này từ đâu tới mà tràn đầy tâm hư vinh như vậy, quả thực quá buồn cười. Chủ tịch, ngài cũng không cần phải tức giận làm gì, tôi lập tức dạy dỗ lại tên ngốc này, cho hắn biết kết cục khi đắc tội với ngân hàng Trung Hải của chúng ta. Vừa nói chuyện vừa chỉ vào Tề Đẳng Nhàn đang đứng một bên. Tôn Hưng Chương quay đầu thấy Tề Đẳng Nhàn, điếu thuốc trong tay không khỏi run một chút, mặt càng đen hơn. Chủ tịch Tôn, tố chất của người dưới trướng ngài thật tốt ha, vợ tôi tới tìm hắn giải quyết chuyện nghiệp vụ, hắn lại không biết từ nơi nào móc ra một bộ đồng phục hầu gái 12 ép vợ tôi phải mặc vào mới được nói chuyện với hắn đấy. Tề Đẳng Nhàn thấy Tôn Hưng Chương nhìn mình thì không khỏi cười như không cười mở miệng. Mẹ kiếp, tôi đây là giám đốc ngân hàng Trung Hải. Chỉnh mấy người một chút thì sao? Cậu có ý kiến? Để vợ cậu mặc trang phục hầu gái tới nói chuyện thì sao? Tôi nguyện ý cho mấy người cơ hội đã là để mắt tới công ty của các người rồi. Đừng nói phải mặc trang phục hầu gái, ngay cả bắt vợ cậu trần truồng tới nói chuyện với tôi, để đỉnh đầu cậu xanh mượt thì mẹ nó cậu cũng phải chịu. Trương Tử Long hiển nhiên là cánh tay đắc lực của Tôn Hưng Chương, cho dù ở trước mặt hắn nói chuyện như vậy cũng không cần kiêng nể gì. Ngông cuồng vô cùng. Giám đốc Trương nói chuyện thật khí phách nha, ngay trước mặt chủ tịch Tôn cũng dám nói như vậy. Vô nghĩa, giám đốc Trương là cánh tay đắc lực dưới trướng chủ tịch Tôn, nhân viên dưới quyền lại có nhiều khách hàng lớn như vậy, kiêu ngạo một chút cũng là điều bình thường. Về sau nếu tôi có thể bước cao được như giám đốc Trương thì tốt rồi, thật hâm mộ. Tề Đẳng Nhàn cười cười ra tay như tia chớp, bang một cái đấm trực tiếp lên mặt Trương Tử Long. Một đấm này xuống khiến khóe miệng Trương Tử Long rớm máu, đầu váng mắt hoa ngã ngồi trên ghế sofa, may là không có ngất xỉu. Đồng dạng một đấm này xuống cũng khiến hiện trường đang ồn ào bỗng yên tĩnh hẳn. Một đám nhân viên trợn mắt há mồm hít một hơi khí lạnh tự chấn định tâm thần bất an của bản thân. Tên ngốc này, ngông cuồng như vậy sao?
Trước mặt chủ tịch Tôn đánh thẳng vào mặt giám đốc Trương như vậy. Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười lạnh với Tôn Hưng Trương nói chủ tịch Tôn dạy dỗ thủ hạ của mình có chút không được rồi. Gia hỏa này mơ mộng còn chưa đủ, đánh giám đốc Trương xong còn dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với chủ tịch Tôn. Mẹ nó, thật đúng là biết cách tự tìm đường chết mà, chủ tịch Tôn ngài mau chóng cho người tới dạy dỗ tên không biết trời cao đất rộng này đi, bằng không mặt mũi của ngân hàng chúng ta biết để vào đâu đây. Cậu xem mặt chủ tịch Tôn đen đến mức dọa người kìa, hiển nhiên là rất tức giận. Tên nhãi kia chết chắc rồi, tập đoàn Kiều Thị nhất định phải phá sản đêm nay rồi. Trương Tử Long phục hồi tinh thần, chỉ vào Tề Đẳng Nhàn giận dữ hét tên nhãi kia, mẹ nó mày thật to gan. Tôn Hưng Trương nghe vậy mạnh mẽ quay đầu, nâng tay lên trực tiếp và một cái khác ở bên mặt còn lại của Trương Tử Long. Một tát này trực tiếp khiến Trương Tử Long ngã cả người xuống sofa không ngừng hít khí lạnh, trong nhất thời không đứng dậy nổi. Tề đại sư nói đúng, là do tôi quản giáo không nghiêm nên mới để thuộc hạ dưới quyền có một tên hỗn trướng không biết lựa lời như này. Gân xanh trên trán Tôn Hưng Trương nhảy thình thịch. Tề Đẳng Nhàn là ai? Đó là người có thể khiến thị trưởng Hoàng cung cung kính kính nghênh đón ở ngoài cửa khách sạn, còn có thể ngồi chung bàn với ba người Vương Vạn Kim, Tôn Thanh Huyền và Hoàng Văn Lãng, thậm chí là ngồi trên bàn khách quý đâu. Trương Tử Long cái tên ngu xuẩn này vậy mà dám đắc tội đại nhân vật như vậy, đây là chuẩn bị chôn vùi tiền đồ của Tôn Hưng Trương hắn sao? Cái gì vậy? Nhìn thấy Tôn Hưng Trương một quyền vả vào mặt Trương Tử Long khiến mọi người ở hiện trường đần đột, tưởng chừng như mình xuất hiện ảo giác vậy. Hơn nữa Tôn Hưng Trương còn xin lỗi Tề Đẳng Nhàn, nói do hắn quản giáo không nghiêm. Tề đại sư là khách quý của thị trưởng Hoàng, hôm nay phá lệ tới giải quyết vấn đề với cậu, vậy mà cậu bắt nạt vợ của Tề đại sư không nói, còn dám ở trước mặt hắn nói hưu nói vượn. Tôn Hưng Trương một chân đá vào người Trương Tử Long, đá đến mức Trương Tử Long co thành một đoàn. Mà một câu này của Tôn Hưng Trương khiến đầu mọi người oành một tiếng mở ra. Hóa ra không phải Tề Đẳng Nhàn người si nói mộng mà là thật sự biết Hoàng Văn Lãng, cuộc điện thoại kia cũng là thiên chân vạn xác gọi cho thị trưởng Hoàng. Tập đoàn Kiều Thị từ khi nào có một người trẻ tuổi khí thế to lớn như vậy? Từ khi nào mà Kiều Thu Mộng tìm được một người chồng có bối cảnh đáng sợ như vậy? Tôn Hưng Trương tức giận đến mặt đỏ tai hồng, gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên. Trợ lý của Trương Tử Long ngay lúc này tỉnh lại thấy một màn như vậy không khỏi sợ tới mức trợn mắt ngất đi lần nữa. Giả chết sao, còn không mau cút dậy quỳ xuống xin lỗi Tề đại sư. Tôn Hưng Trương gầm lên giận dữ trực tiếp xách Trương Tử Long từ trên sofa dậy. Trương Tử Long trợn tròn mắt, không biết phải làm sao ngơ ngác liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái. Bốp! Tôn Hưng Trương giơ tay hung hăng tát thêm một cái trên mặt Trương Tử Long. Cả giận nói điếc rồi sao? Vẻ mặt Trương Tử Long như đưa đám, hai đầu gối bang một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Một màn này khiến nhóm nhân viên xung quanh ngây ra như phỗng, giám đốc Trương luôn luôn tâm cao khí ngạo hoành hành ương ngạnh vậy mà lại đi quỳ người ta. Bọn họ dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, có chút không thể tin được một màn phát sinh trước mặt. Lai lịch cụ thể của Tề Đẳng Nhàn là gì thì Tôn Hưng Trương không biết. Nhưng khách quý có thể khiến thị trưởng Hoàng ngẩng đầu chờ đợi hiển nhiên không phải người mà mình có thể trêu chọc nổi. Tề đại sư, ngài xem nên xử lý người này như thế nào mới có thể khiến cho ngài vừa lòng? Tôn Hưng Trương cười hỏi. Ông không muốn sự việc như này truyền tới tai của Hoàng Văn Lãng, bằng không thị trưởng mà trách hỏi xuống dưới, chính mình cũng không gánh vác nổi. Tề Đẳng Nhàn lại bình tĩnh nói vừa rồi tôi đã cho hắn phương pháp giải quyết chuyện này rồi nhưng hắn không đồng ý nên tôi mới phải làm phiền chủ tịch Tôn ngài lại đây một chuyến. Trương Tử Long nghe thấy vậy, thân thể không khỏi run lên một chút. Mặc đồ hầu gái chạy ba vòng quanh ngân hàng, này quá mất mặt rồi, nếu thật sự làm như vậy thì về sau cũng không cần phải lăn lộn ở đây nữa. Vậy theo như Tề đại sư nói mà làm. Nếu không từ giờ về sau cậu không cần tới tiếp tục làm việc ở công ty nữa. Tôn Hưng Trương giận dữ nói, ngữ khí rất nghiêm khắc. Tuy rằng Trương Tử Long là thủ hạ đắc lực của hắn nhưng so với việc phải đắc tội Tề Đẳng Nhàn mà nói thì Trương Tử Long lại tính là cái gì? Trương Tử Long nghẹn khuất vô cùng, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn chua xót nói Tề đại sư, có thể đổi một phương pháp khác hay không? Này quá mất mặt rồi. Dù sao tôi cũng là một người đàn ông.
nếu thật sự làm như vậy thì về sau làm sao có thể bảo ban người dưới. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ thả cho tôi một con ngựa. Tôi tình nguyện dùng thái độ tốt nhất tới giải quyết việc này. Tề Đẳng Nhàn lại ngoài cười nhưng trong không cười nói cùng là lời nói giống nhau, tôi không muốn nói tới lần thứ hai, phải làm sao bây giờ thì phải xem chính anh rồi. Nếu lúc trước Trương Tử Long dám nghĩ để Kiều Thu Mộng mặc trang phục tình thú hầu gái kia tới nói chuyện, vậy chắc hẳn cũng đã nghĩ tới kết cục như hôm nay. Trương Tử Long giãy giụa giữa hai việc mất mặt và mất việc vô số lần, vẫn cắn răng cúi đầu cởi tây trang trên người mình xuống, từ trong túi ni lông màu đen lấy bộ trang phục hầu gái kia mặc vào. Một người đàn ông to lớn thô lỗ mặc loại trang phục hầu gái ngắn cũng bó sát như vậy miễn bản có bao nhiêu cay mắt. Trong lòng nhóm nhân viên thấy một màn như vậy không khỏi tê dại, một đám thầm nghĩ cũng may vừa rồi nhiều lắm chỉ coi như nói lời cợt nhả mà thôi chứ không phải thật sự đắc tội với Tề Đẳng Nhàn. Nếu không hậu quả nhất định không khác mấy so với Trương Tử Long. Trương Tử Long mặc bộ quần áo này vào. Giữa một đám ánh mắt quái dị rời khỏi tòa nhà ngân hàng chạy xuống rồi lại chạy lên vòng vòng. Người đi đường chung quanh đi qua thấy một màn như vậy đều không khỏi sôi nổi nghỉ chân rút điện thoại của mình ra quay chụp, một đám cùng cười ha hả. Tề đại sư, thật sự ngại quá, đều do tôi quản lý thuộc hạ không nghiêm nên mới xuất hiện loại người bại hoại như vậy. Tôn Hưng Trương thấp thỏm nói. Phương thức xử lý của chủ tịch Tôn khiến tôi rất vừa lòng, giận cũng hết rồi. Chuyện này đến đây thôi là được. Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói. Trong lòng Tôn Hưng Chương không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói vậy tôi đây lập tức tìm người, không, tôi đây tự mình an bài chuyện cho tập đoàn Kiều Thị vay. Tề Đẳng Nhàn cảm tạ nói vậy làm phiền chủ tịch Tôn. Tôn Hưng Chương không nói hai lời, lập tức tự mình đi xử lý vấn đề cho tập đoàn Kiều Thị vay vốn. Có vị chủ tịch là hắn ở đây nhìn chằm chằm như vậy. Người ở dưới làm việc rất nhanh, không đến 10 phút việc cho tập đoàn Kiều Thị vay vốn đã giải quyết xong. Thủ tục tiến trình gì trước đó chẳng qua là Trương Tử Long cố ý làm khó dễ Kiều Thu Mộng mà thôi. Bàn tay Tôn Hưng Trương vung lên một cái, mấy ngàn vạn cho vay nháy mắt đổ vào tài khoản của tập đoàn Kiều Thị. Tề đại sư, sự tình đã làm thỏa đáng rồi, một chốc chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Tôn Hưng Trương cười cười nói. Cảm ơn chủ tịch Tôn nhiều, Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, cũng không từ chối lời mời của Tôn Hưng Chương. Cùng lúc đó Kiều Thu Mộng cũng nhận được tin tức cho vay từ phía dưới, vui mừng đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên. Cô ta vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trương Thiệu Kiệt, mừng rỡ nói anh Trương, hiệu suất anh làm việc cũng quá nhanh rồi. Mới mấy giờ trước nói giúp em giải quyết mà đã dọn dẹp xong rồi. Sau khi Trương Thiệu Kiệt nhận được điện thoại thì mờ mịt một lúc. Không rõ ràng lắm chuyện Kiều Thị cho vay thông qua như thế nào. Hắn ra vẻ trầm ngâm một lát, sau đó cười cười nói Mộng Mộng, nếu anh đã hứa với em chuyện gì thì nhất định sẽ làm được. Tập đoàn Trương Thị chúng ta và Ngân hàng Trung Hải có quan hệ gì à? Chính là bọn họ tới cửa cầu xin chúng ta tới tìm bọn họ vay 2 tỷ. 2 giờ trước anh mới gọi điện thoại cho chủ tịch Tôn Tôn Hưng Trương xong, chẳng qua không nghĩ tới hiệu suất làm việc của ông ta nhanh như vậy. Một chốc nữa anh phải cảm ơn ông ta thật tốt mới được, cùng lắm thì lại vay ông ta nhiều thêm một chút vậy. Kiều Thu Mộng không khỏi cảm khái, tập đoàn Trương Thị thật là tài đại khí thô, tập đoàn Kiều Thị muốn vay các nơi đều bị ngân hàng làm khó dễ, nhưng bên tập đoàn Trương Thị lại là ngân hàng tới cửa cần xin được cho vay. Hai người căn bản không phải người ở cùng một tầng lớp A. Sao rồi, việc cho vay được giải quyết nên vui vẻ như vậy? Lý Vân Uyển thấy Kiều Thu Mộng hứng thú bừng bừng không khỏi hỏi. Đúng vậy, không nghĩ tới Trương Thiếu lại để bụng chuyện của tớ như vậy, nhanh như vậy đã thu phục được chủ tịch Tôn rồi. Kiều Thu Mộng nhìn không được cảm khái nói. Mắt Lý Vân Uyển hơi giật một chút, sau đó cười nói vậy cậu có từng nghĩ tới chuyện này thật ra không phải do Trương Thiếu làm thì sao? Kiều Thu Mộng sửng sốt, sau đó nói nếu không phải Trương Thiếu thì còn có thể là ai được? Tỷ như người chồng hiện tại của cậu đó. Sao có thể, anh ta chỉ là một cảnh ngục nhỏ chui từ xó xỉnh nào đó ra, làm sao có năng lực giải quyết những chuyện này giúp mình được. Anh ta đòi lấy cái gì so với Trương Thiếu đây? Lúc trước anh ta có thể vì tớ ra tay trước cửa thương hội Hắc Long mà nói thật ra tớ rất cảm động, không nghĩ tới anh ta lại có dũng khí như vậy. Nhưng ngược lại anh ta làm việc quá mức lỗ mãng, không biết hậu quả.
Vân Huyền, có phải anh ta lại uy hiếp cậu hay không? Để cậu nói giúp anh ta ở trước mặt tớ. Kiều Thu Mộng nhíu mày, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy thì hỏi nhiều một câu. Lý Vân Huyền cười cười lắc đầu nói vậy thì không có, tớ cũng chỉ thuận miệng nói ra như vậy mà thôi. Lý Vân Huyền đã ý thức được rằng Tề Đẳng Nhàn chính là một đại lão đang che giấu thân phận, mà Kiều Thu Mộng cùng người nhà của cô ta lại không hề có nửa điểm phát hiện ra. Nếu Mộng Mộng cậu không tự có ý thức được thì đừng trách mình hoành đao đoạt ái nhé. Lý Vân Huyền cười, trong lòng thầm nghĩ. Cô ta cũng là trong lòng cảm thấy hổ thẹn khi lừa gạt Kiều Thu Mộng nên mới nhắc nhở một câu, nhưng Kiều Thu Mộng một chút cũng không tin, vậy thì cô ta cũng đỡ áy náy hơn nhiều. Kiều Thu Mộng nói được rồi, Vân Huyền, về sau cậu đừng nhắc tới người này ở trước mặt tớ nữa, tớ không thích anh ta. Hiện tại nhìn thấy anh ta tớ chỉ thấy phiền lòng. Lý Vân Huyền nói được, về sau tớ không nhắc tới nữa là được, cậu đừng nóng giận. Kiều Thu Mộng click mở di động, phát hiện bạn bè trong giới có vài người đã đăng ảnh chụp Trương Tử Long mặc đồ hầu gái chạy như điên trong tòa nhà ngân hàng Trung Hải lên thì không khỏi sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Lúc trước Trương Tử Long làm khó dễ mình như vậy không nghĩ tới Trương Thiếu cũng có thể giúp mình xả giận. Kiều Thu Mộng vui vẻ nói. Lý Vân Huyền thò đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc một phen, Tề Đẳng Nhàn này thật đúng là có chút thủ đoạn. Trương Tử Long chính là cánh tay đắc lực dưới trướng của Chủ tịch Tôn mà lại bị ép buộc mặc thành như vậy chạy vòng quanh ngân hàng. Sau khi Lý Vân Huyền rời khỏi lập tức rút di động gọi cho Tề Đẳng Nhàn hỏi ngài Tề, anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ăn cơm ở khách sạn Thiên Địa với Chủ tịch Tôn, bên Thu Mộng có việc gì sao? Tề Đẳng Nhàn nói. Sao vậy, tôi tìm anh chỉ có thể là vì cậu ấy có việc sao? Không thể là tôi có việc sao? Lý Vân Huyền cười nhạt hỏi. Quả nhiên, chuyện này do Tề Đẳng Nhàn giải quyết. Lý Vân Huyền hẹn Tề Đẳng Nhàn ra ngoài như thật, khiến Tề Đẳng Nhàn tưởng rằng Kiều Thu Mộng thực sự đã gặp chuyện. Thực ra cũng không có việc gì cả, chẳng qua muốn tìm anh tâm sự chút thôi, không được sao? Lý Vân Huyền hỏi. Thực sự nhàm chán, Tề Đẳng Nhàn nghĩ ngợi rồi đánh giá bằng 4 chữ. Lý Vân Huyền lập tức nổi giận, bà đây tốt xấu gì cũng được xem như là một đại mỹ nữ, đã chủ động hẹn hắn rồi. Như vậy còn chưa nể mặt hắn sao? Lý Vân Huyền cao khoảng 1,7 m, tuy rằng không đến mức chim sa cá lặn, nhưng cả khí chất lẫn nhan sắc thì chính là một cô gái xinh đẹp, biểu hiện như một thằng nam sắt thép này của Tề Đẳng Nhàn, khiến cô cảm thấy khinh bỉ. Tề Đẳng Nhàn sau khi nói xong liền chuẩn bị quay về, Lý Vân Huyền lập tức nổi giận. Này, anh vậy là có ý gì chứ, khinh thường tôi sao? Lý Vân Huyền lập tức giữ chặt lấy hắn. Rồi nhét hắn vào trong xe. Tôi rất bận, Tề Đẳng Nhàn thờ ơ nói. Nói với người chút chuyện của Trương Thiệu Kiệt, Lý Vân Huyền không chút khách khí nói. Tề Đẳng Nhàn cau máy, nhưng vẫn mặc cho Lý Vân Huyền nhét mình vào trong chiếc BMW, sau đó, cô trực tiếp chạy đến một quán bar. Quán bar này không quá lớn, nhưng lại nằm trên một con đường cao cấp, trong quán bar này, muốn mua rượu gì cũng đều có. Sau khi tìm một cái ghế dài ngồi xuống, Lý Vân Huyền như một thói quen gọi mấy chai rượu ngoại, sau đó nói khoản vay của tập đoàn Kiều Thị là do anh xử lý đúng không? Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Lý Vân Huyền cau mày nói định làm việc tốt không lưu danh à? Anh là đồ ngốc sao? Tề Đẳng Nhàn nói chú Kiều đối với tôi ân trọng như núi, tôi giúp Kiều gia và Thu Mộng làm chút việc nhỏ này, không đáng kể. Lý Vân Huyền nhếch miệng cười. Chỉ vào mũi Tề Đẳng Nhàn nói tôi thấy anh và Mộng Mộng chính là có duyên không phận mà, anh làm như vậy, chẳng khác nào dâng cậu ấy vào lòng Trương Thiệu Kiệt cả. Duyên đến duyên đi duyên như nước, có duyên không phận thôi, không việc gì phải xoắn hết. Tề Đẳng Nhàn thái độ lạnh nhạt nói, rồi tự rót cho mình một ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm. Lý Vân Huyền ngầm xác nhận Tề Đẳng Nhàn chính là một thằng nam sắt thép, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói công lao anh giúp tập đoàn Kiều Thị có được khoản vay đều được đẩy hết sang Trương Thiệu Kiệt hết rồi. Hôm nay, Mộng Mộng còn tự mình gọi điện cảm ơn Trương Thiệu Kiệt nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thấy đỉnh đầu anh sắp xanh mướt luôn rồi kìa. Tề Đẳng Nhàn nghe đến đây, không khỏi hung hăng cau mày, làm chuyện tốt mình làm lại có thể móc nối với cái tên thối tha Trương Thiệu Kiệt kia chứ. Hắn âm thầm giúp Kiều gia làm việc không thành vấn đề. Nhưng công lao bị người khác cướp mất,
khiến hắn cảm thấy có chút ghê tởm. Tề Đẳng Nhàn lúc này tâm tính có chút không vui, nếu ở trong ngục giam cũng không tồi, có thể tùy tiện bắt hai tên tội nhân ngang bướng đi dọn dẹp một chút liền thoải mái hơn nhiều. Nhưng bây giờ, cục tức này đã không còn chỗ để chút nữa rồi. Tôi cũng đã nhắc qua chuyện này trước mặt Mộng Mộng, rằng có thể anh mới là người là, nhưng cậu ấy lại không tin. Anh giúp tôi tránh được họa của tập đoàn Trương Thị, tôi lại không báo đáp được anh, thực sự đáng tiếc. Lý Vân Uyển giang rộng tay, nâng ly rượu lên uống với Tề Đẳng Nhàn. Khi nói ra lời này, trong lòng cô không khỏi có chút trống vắng và áy náy. Lúc này, Lòng Á Nam đang ngồi uống rượu trên tầng 2 nhìn xuống ghế dài thấy một bóng dáng quen thuộc, liền không khỏi nhíu mày. Không ngờ tên nhãi không bản lĩnh gì kia, lại là một cha nam nha. Lòng Á Nam cười lạnh một tiếng, đặc biệt khinh thường. Từ Ngạo Tuyết ngồi đối diện Lòng Á Nam hỏi làm sao vậy? Lòng Á Nam đưa tay chỉ Tề Đẳng Nhàn đang ngồi dưới tầng, nói nhìn đi, đó chính là vị hôn phu của tiểu thư, Tề Đẳng Nhàn. Từ Ngạo Tuyết dụi hai mắt của mình rồi nói hắn chính là Tề Đẳng Nhàn sao? Cảm giác không có gì đặc biệt cả, hắn không hề xứng với Tiểu Long. Lòng Á Nam lắc đầu, Tề Đẳng Nhàn này bản lĩnh không có, nhưng tính tình cũng không nhỏ, chính mình cũng lười nhắc đến. Tề Đẳng Nhàn không biết trên tầng đang có người chú ý tới mình, vẫn nâng ly rượu lên can ly cùng Lý Vân Uyển, chân thành cảm ơn. Bất kể Lý Vân Uyển tiếp cận hắn xuất phát từ mục đích gì, nếu đã nói đỡ giúp hắn trước mặt Thu Mộng, cũng đáng để cảm ơn. Vân Uyển, cô sao lại ngồi uống rượu cùng tên phế vật này vậy? Một âm thanh truyền đến, chính là Ngô Thiếu trong câu lạc bộ thể thao ngày hôm đó. Tề Đẳng Nhàn không thèm đếm xỉa đến tiếng ồn áo kia, chậm rãi uống rượu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một chút. Lý Vân Uyển cưới nói Ngô Thiếu, Tề Sơ là một người tốt đó nha, anh không nên nói lung tung như vậy. Sao nào, có muốn ngồi uống một ly không? Ngô Thiếu cười nhạo một tiếng, lắc đầu cô không sợ ngồi với loại người này sẽ hạ thấp địa vị bản thân à, tôi không muốn ngồi uống rượu cùng loại rác rưởi này đâu. Nếu không thì, những người uống rượu cùng tôi hôm nay sẽ cảm thấy khó chịu. Lúc này, một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ xinh đẹp đi lên, son môi đỏ thẫm. Cả người toát lên một khí chất đặc biệt cởi mở. Chị Tĩnh đến rồi. Ngô Thiếu sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia, lập tức biến sắc, vội vàng cung kính gọi một tiếng. Xin chào chị Tĩnh. Lý Vân Uyển cũng đứng dậy, vẻ mặt mang ý cười, nghiêm túc chào hỏi. Ngay cả Tề Đằng Nhàn, người cực kỳ không tình nguyện cũng bị cô kéo đứng dậy. Chị Tĩnh chính là chủ của quán bar này, chị ta khẽ gật đầu, nói chúc mọi người vui vẻ. Chỉ thấy, chị Tĩnh đi qua nơi nào, thì tất cả khách trong quán đều sẽ đứng dậy kính rượu chị. Dù cho đối phương thân phận cao quý thế nào, chị Tĩnh dù nhấp một chút rượu cho lấy lệ, cũng không ai cảm thấy bất mãn. Sau khi chào hỏi một lượt, chị Tĩnh liền rời khỏi sảnh, cũng không biết là đi đâu. Sao hôm nay chị Tĩnh lại ở quán ba nhỉ? Bình thường chị ấy không phải luôn thấy đầu mà không thấy đuôi sao? Ngô Thiếu giọng điệu không khỏi yếu đi một chút. Quả nhiên là thật tâm kính nể vị chị Tĩnh này. Tôi cũng không biết nữa, chẳng qua, không ngờ lại có thể có cơ hội chào hỏi chị Tĩnh như này. Lý Vân Uyển giọng điệu không khỏi có chút hưng phấn. Ngô Thiếu thở phào nhẹ nhõm, hung hăng trừng mắt liếc Tề Đẳng Nhàn một cái, nói đầu quê mùa, đừng có thấy quán ba này là chỗ nhỏ, xung quanh đều là người có thế lực hết. Ở đây uống rượu thì thật tâm mà uống, đừng có gây chuyện, cũng đừng là cái gì khiến người khác chê cười. Nếu không thì, có thiên vương cũng không cứu được cậu đâu. Tề Sơ không phải là kiểu người hay gây chuyện đâu, Ngô Thiếu vẫn nên đi tiếp bạn của anh đi, bọn tôi uống hai ly rồi sẽ đi. Lý Vân Uyển khoát tay, nói. Ngô Thiếu đưa tay chỉ Tề Đẳng Nhàn, nói còn nữa, Kiều Thu Mộng không phải là người mà ngươi có thể trèo lên, sớm nên chết tâm đi. Hôm nay tôi nể mặt Vân Uyển, nếu không cậu đã nằm trên đường ngủ như một con chó chết rồi. Tề Đẳng Nhàn lười biếng liếc Ngô Thiếu một cái, thầm nghĩ, tên nhóc này nếu dám dùng tay chỉ vào mình một lần nữa, mình nhất định khiến đầu hắn với mặt bàn này tiếp xúc thân mật một chút. Chẳng qua, Ngô Thiếu này cũng gặp may, sau khi chỉ Tề Đẳng Nhàn, liền lập tức xoay người lên tầng 2. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, nhìn Lý Vân Uyển nói đi tiểu đã. Không phải mượn cớ đi tiểu để chạy trốn đấy chứ, yên tâm đi, trầu này tôi trả mà.
Lý Vân Uyển nói. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được xoay người lại, đưa tay chỉ vào mũi mình, nghiêm túc nói tôi nhìn giống một tên quê mùa, một con ma đáng thương đến vậy sao? Mẹ nó, trong ngục giam của bọn tôi có một tên trùm tài chính ở Tuyết Quốc ấy, khóc lóc kêu gào cả ngày, chỉ để nhét ngân phiếu mấy triệu đô cho tôi thôi đấy. Lý Vân Uyển nghe xong, nhịn không được cười thành tiếng. Tôi mẹ nó nói thật mà, sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi tối sầm lại. Ừ, tôi tin anh mà, Lý Vân Uyển lập tức nghiêm túc nói. Tề Đẳng Nhàn vừa lòng gật đầu, đợi cho hắn vào nhà vệ sinh, Lý Vân Uyển lúc này nhịn không được đứng lên cười ha ha. Tên quê mùa này, sao có thể quen biết với Hoàng Văn Lãng và Vương Vạn Kim được vậy chứ? Thật kỳ lạ mà. Lý Vân Uyển phát hiện ra rằng Tề Đẳng Nhàn hẳn là một đại lão có bối cảnh và tiềm năng lớn, thế nhưng, có vẻ vẫn là một tên nhà quê chưa nhìn thấy thế giới bao giờ. Tề Đẳng Nhàn đứng trước bồn tiểu, men theo thanh âm nhỏ giọt tí tách, cả người và cảm xúc đều thư giãn. Đột nhiên, một bàn chân to mang Versace dẫm lên mu bàn chân hắn, một cậu thanh niên mặt đỏ bừng vì uống rượu đứng bên cạnh hắn. Xin lỗi, anh dẫm lên chân tôi rồi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, run run hai cái, kéo khóa quần lên. Cậu thanh niên này quay đầu lại liếc hắn một cái, không coi ai ra gì tiếp tục đi tiểu, bàn chân to lớn kia vẫn dẫm lên mu bàn chân Tề Đẳng Nhàn. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn hiện lên chút tươi cười, nói cho qua. Cậu thanh niên kia giả điếc, tiếp tục đi tiểu. Chân ạ, cho qua chút đi, Tề Đẳng Nhàn lần nữa nhắc nhở, người cười nhưng trong không cười nói. Đồ chó, mày không thấy phiền sao, ông đây là giám đốc điều hành của tập đoàn Hổ Môn đấy. Dẫm lên mày, chính là vinh hành của mày đấy, thành thật mà chịu đựng cho ông. Đi mà kêu mẹ mày ấy, cậu thanh niên giận dữ, dẫm lên chân Tề Đẳng Nhàn rồi xoay người lại. Tề Đẳng Nhàn không chờ hắn hoàn toàn xoay người lại, mặc kệ nước tiểu văng lên người, sải bước về phía trước, dùng tay trái nắm lấy cổ cậu thanh niên. Không chờ cậu thanh niên kịp phản ứng. Hắn đã dùng tay nhấn xuống một cái, đem cả người tên kia lập tức ngã xuống, đầu thì bị đẩy thẳng vào bồn tiểu. Cu lu lu. Trong bồn tiểu xuất hiện bọt khí, nam thanh niên liên tục giãy giụa, nhưng vẫn không thể làm gì. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, một cước đá hắn sang một bên, rồi lập tức rời khỏi nhà vệ sinh. Đúng là cánh rừng lớn mà, loại chim nào cũng có. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt lạnh lùng rửa sạch tay. Rồi quay lại chỗ Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển cười nói đi lâu vậy, tôi còn thực sự nghĩ anh sợ tôi để anh trả tiền, nên phải đi tiểu trước. Tề Đẳng Nhàn nói đi thôi, nếu không đi, rất có thể sẽ gặp rắc rối đấy. Lý Vân Uyển sững người, nói rắc rối gì? Tề Đẳng Nhàn cũng lười giải thích, chỉ nói Lý Vân Uyển mau đi theo hắn, kẻo gặp rắc rối. Tạp chủng, đánh ông xong rồi bỏ trốn à, làm gì có chuyện tốt như vậy được. Nhưng từ phía sau, nam thanh niên từ trong WC cũng đã ra tới. Vẻ mặt dữ tợn. Lý Vân Uyển không khỏi hoảng sợ, nhìn thoáng qua nam thanh niên này, có cảm giác như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Nam thanh niên thét lớn, đám bạn của hắn cũng đều đã chạy đến, lập tức bao vây nơi Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển đang đứng. Anh báo, có chuyện gì sao? Có người mở miệng nói. Vương báo lau vết nước trên mặt. Nhẹ rằng cười nói ai quen biết với tên khôn này, hắn vừa rồi đã ra tay với ông ở trong WC. Tất cả mọi người đều lắc đầu, song cũng sợ hãi. Tên ngu xuẩn này là ai vậy, ngay cả anh bao mà cũng dám động, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Lý Vân Uyển nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, Vương báo này, chính là em họ của Vương Hổ mà. Ngô Thiếu ở trong đám người, cười khẩy xem náo nhiệt. Vừa rồi hắn đã cảnh cáo Tề Đẳng Nhàn rồi, không ngờ đảo mắt một cái đã đắc tội với nhân vật có bối cảnh lớn như Vương Báo, đáng lắm. Anh Báo à? Anh ở trong nhà vệ sinh đã cố ý dẫm lên chân tôi nhắc nhở anh đến 3 lần, anh lại được nước làm tới. Anh dẫm tôi đánh anh, như thế là xong rồi. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội nữa, thành thật quay về uống rượu với bạn anh đi. Tề Đẳng Nhàn thấy không đi được. Liền nhàn nhã ngồi xuống sofa, vẻ mặt tẻ nhạt vô vị nhìn Vương Báo. Người này nói tương lại có lẽ đắc tội với người trong Long Môn, không lẽ đã sớm tính kế đánh Vương Báo rồi chứ? Tôi nhớ không nhầm,
tập đoàn Hổ Môn chính là xí nghiệp được Long Môn hỗ trợ. Lý Vân Uyển nuốt nước bọt, cảm giác tay như đang run. Sau khi đám người Vương Báo nghe xong những lời này, liền nhịn không được cười lớn. Gặp qua nhiều tên điên rồ rồi, nhưng chưa từng thấy ai điên rồ như vậy. Vương Báo nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn, rồi lại rơi xuống người Lý Vân Uyển, sau đó nói nhóc con, mày có biết ông đây chính là người của Hồ Môn không? Chủ tịch tập đoàn Hồ Môn Trinh là chú của ông đấy. Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói anh là người của tập đoàn Hồ Môn. Nhìn Tề Đẳng Nhàn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Vương Báo không khỏi cười lạnh. Những người xung quanh cũng cười theo, tên tuổi của tập đoàn Hổ Môn quá lớn, lại còn được Long Môn chống lưng, một xã hội lớn với hàng triệu thành viên trên khắp thế giới, mỗi nơi đều sẽ có một thủ lĩnh với lý lịch siêu phàm. Bọn họ cũng không thấy lạ khi Tề Đẳng Nhàn bị dọa vì nghe đến danh tiếng của tập đoàn Hổ Môn. Thực ra, Tề Đẳng Nhàn đúng là có kinh ngạc, nhưng không sợ hãi, chỉ là không người trước khi chính thức giúp Hướng Đông Tình giải quyết rắc rối lại cùng với tập đoàn Hổ Môn phát sinh xung đột thôi. Sợ rồi sao? Vương Bảo đắc ý nói. Tề Đẳng Nhàn không nói gì. Vương Báo thản nhiên nói sợ rồi thì chui qua đúng quần ông đi, rồi bò ra khỏi quán ba này. Rồi sau đó, để bạn gái của mày lại đây hầu hạ ông thoải mái. Chuyện này ông đây sẽ xem như chưa từng xảy ra. Sắc mặt Lý Vân Uyển không khỏi trắng bệch, chưa từng nghĩ tới chuyện lại có thể liên lụy đến mình như vậy, lập tức lắc đầu nói anh Báo. Tôi và hắn ta chỉ là bạn bè bình thường thường thôi, không phải quan hệ nam nữ đâu. Vương Báo hống hách nói tôi không quan tâm, hắn phải chui đúng quần ta, còn cô thì hầu hạ tôi. Đây chính là điều kiện của tôi, nếu các người không làm được, đừng trách ông đây không cho các người một cơ hội. Lý Vân Uyển vội vàng nhìn về phía đám người Ngô Thiếu xin giúp, Ngô Thiếu có quen biết với đám người này, nhất định có thể nói chuyện được. Ngô Thiếu thấy liên lụy đến Lý Vân Uyển. Trong lòng không khỏi thầm mắng tên khốn Tề Đẳng Nhàn gây chuyện, hại Lý Vân Uyển chịu tội cùng. Mọi người đều là bạn bè tốt của nhau, cha mẹ cũng quen biết nhau, Lý Vân Uyển xin hắn giúp đỡ, hắn cũng không thể không biết xấu hổ tiếp tục hèn nhát được, chỉ có thể dũng cảm đứng lên. Anh Báo, Vân Uyển là bạn tốt của tôi, quả thực không phải là bạn gái của tên Mơ Ca Bông này. Anh xem, có thể nể mặt tôi một chút, đừng liên lụy đến Vân Uyển được không? Sau khi Ngô Thiếu đứng ra, lòng tràn đầy lo lắng nói, tối nay hắn cũng coi như đã bồi rượu cho Vương Báo vui vẻ rồi, mối quan hệ cũng không tồi, Vương Báo có lẽ cũng cho hắn chút mặt mũi. Vương Báo nghe xong, không khỏi nghiêng đầu, rồi nở nụ cười, nói mọi người nghe thấy Ngô Thiếu nói gì không? Mọi người không khỏi sửng sốt. Ha ha ha, hắn kêu ông đây phải cho hắn mặt mũi kia, ha ha ha. Hắn lại muốn ông đây cho hắn mặt mũi nữa chứ. Vương Bảo ôm bùng cười phá lên. Mọi người xung quanh, cũng theo Vương Bảo cười phá lên, giống như bọn họ đã nghe được một chuyện vô cùng nực cười vậy. Tên phế vật họ Ngô kia có tư cách gì mà kêu anh Báo phải nể mặt chứ? Hôm nay có thể uống rượu cùng anh Báo, đã là vô cùng có phúc rồi. Ha ha, Ngô Thiếu, thật không biết tốt xấu mà, vậy mà lại dám kêu anh Báo nể mặt cho, sao không nhìn vào nước tiểu soi lại mình thử? Mặt của Ngô Thiếu lập tức đỏ bừng. Trong mắt Tề Đẳng Nhàn hiện lên một tia khinh thường. Cũng không biết là khinh thường thái độ liều lĩnh của Vương Báo, hay là bộ dạng nóng lòng thoát khỏi liên quan của Lý Vân Uyển và Ngô Thiếu. Sau khi Lý Vân Uyển nhìn thấy vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn, không khỏi quính lên nói anh đừng vội, hay là để tôi gọi cho ba tôi. Để ông ấy nghĩ cách. Vương Báo cười lạnh một tiếng, nói cô tên Lý Vân Uyển đúng không? Gọi cho cha cô sao? Với chút tài sản ít ỏi này của tập đoàn Mộc Tử các người, tôi đều có thể nghiền nát trong phút chốc. Lý Vân Uyển nghe xong, vẻ mặt không khỏi trì trệ, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Tập đoàn Mộc Tử và tập đoàn Kiều Thị chính là đối tác của nhau, hai bên có một quan hệ rất thân thiết, vì vậy tài sản của tập đoàn Mộc Tử cũng không cao hơn tập đoàn Kiều Thị là bao nhiêu. Tập đoàn Hổ Môn có Long Môn chống lưng, ngay cả xí nghiệp hàng đầu Trung Hải. Tập đoàn Hướng thì cũng bị đàn áp một cách tàn nhẫn, cho dù có 10 cái tập đoàn Mộc Tử gộp lại cũng không phải là đối thủ của họ. Chuyện ngày hôm nay, cô có gọi cho ai cũng không có ích lợi gì đâu. Để cho đám Mơ Ca Bông này ngoan ngoãn chui qua đúng quần của ông đây, rồi tối đến hầu hạ ông thật tốt là được.
Có thể hầu hạ cho ông đây chính là vinh hạnh của cô đấy, nói không chừng có thể làm ông đây vui vẻ, ông còn thưởng cho tập đoàn Mộc Tử một đơn hàng hoặc một khoản đầu tư nào đó cũng nên, ai ai cũng đều vui. Thế nào, nhìn vẻ mặt không vui này của cô, hay là cô thấy ta quá khó coi? Không bằng đám mơ ca bông này. Vương Báo thái độ khinh thường, thậm chí còn định dùng tay nắm lấy cằm Lý Vân Uyển, khiến cô sợ tới mức phải lùi ra sau mấy bước. Vẻ mặt Ngô Thiếu đầy sự xấu hổ, nhưng vẫn phải cắn răng nói anh Báo, xin anh cho bọn tôi chút mặt mũi. Tôi đây không ngại làm mơ ca bông chui đúng quần của anh, nhưng có thể buông tha cho Vân Uyển không? Mẹ kiếp, ở đây đã đến lượt anh lên tiếng rồi sao? Vương Báo bực bội, liền dùng cái miệng lớn của mình hét thẳng vào mặt Ngô Thiếu. Ngô Thiếu vừa rồi còn ở trước mặt Tề Đảng Nhàn ra vẻ ta đây, cao cao tại thượng, bây giờ khóe miệng đã co giật đến chảy máu, choáng váng đầu óc nhưng cũng không dám thốt ra nửa lời oan nghiệt. Có chuyện gì khiến mọi người không vui sao? Một giọng nói đầy chín chắn truyền đến, chị Tĩnh thân mặc chiếc váy đỏ, son môi đỏ bưng ly rượu đi tới, ngạc nhiên trước chuyện đang xảy ra ở đây. Mọi người sau khi nhìn thấy cô ấy, không khỏi gật đầu chào hỏi, ai nấy đều lễ phép. Ngay cả một tên công tử ngả ngớn cũng không dám láo xược. Vương Báo cười nói chị Tĩnh, tôi biết quy tắc quán ba của chị mà. Nhưng chuyện này thực sự không phải lỗi của tôi, là cậu trai trẻ này đã đánh tôi rồi nhét đầu tôi vào bồn tiểu. Mọi người nghe xong, sắc mặt ái nấy đều biến đổi. Mẹ nó, tên mơ ca bông này vậy mà cũng thật lớn gan, dám ở quán ba của chị Tĩnh gây chuyện, rồi còn nhét đầu của anh Báo vào bồn nước tiểu nữa chứ. Anh Báo chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, chị Tĩnh lại càng không. Tôi nhớ, lúc trước có một tên công tử nhà giàu đến từ Kiến Nghiệp, gia sản lên đến hàng trăm triệu, không biết tốt xấu dám trêu ghẹo chị Tĩnh ở quán bar. Ngày hôm sau, tay chân hắn đều đã bị vặn gãy, gia đình cũng không dám tìm tới gây chuyện. Vài tên khán giả ngồi hóng chuyện nhìn Tề Đảng Nhàn với con mắt vui sướng khi thấy người gặp họa, cảm thấy hắn hôm nay chắc chắn sẽ chết chắc. Trước tiên, hắn đã ra tay, điều này đã phá vỡ quy tắc ở quán bar của chị Tĩnh. Sau đó, người hắn đánh là còn là Vương Báo của tập đoàn Hổ Môn, lại còn dám nhét đầu người ta và bồn tiểu. Hôm nay, nếu hắn không thành tâm chui đúng quần Vương Báo, rồi để Lý Vân Uyển hầu hạ Vương Báo thật tốt, có lẽ thật sự không tránh khỏi một kiếp này. Chị Tĩnh nghe xong, híp đôi mắt lại, một ánh mắt mê hoặc rơi xuống người Tề Đẳng Nhàn. Chậm rãi nói là anh đã ra tay trước sao? Nghiêm túc mà nói, thì là đúng vậy. Chẳng qua, hắn đến kiếm chuyện trước thôi. Tề Đẳng Nhàn nghĩ ngợi rồi gật đầu như thực sự đang lắng nghe. Tôi mặc kệ giữa hai người có ân oán gì, tôi chỉ quan tâm anh có phải là người ra tay trước hay không thôi. Vương Tổng đã có giải pháp nào chưa? Chị Tĩnh quay đầu nhìn về phía Vương Báo, hỏi. Vương Báo cong khóe miệng cười, nói chị Tĩnh. Tôi cũng đã nói ra yêu cầu của mình rồi, chỉ là xem ra bọn họ vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng. Tề Đẳng Nhàn cười nói đây là ân oán giữa tôi và hắn, vì vậy hắn cũng không nên làm liên lụy đến bạn bè của tôi chứ, chị Tĩnh cảm thấy có đúng không? Chị Tĩnh sững người, hỏi một chút về chuyện vừa xảy ra, rồi nhìn Vương Báo nói cách xử lý này của Vương Tổng không được tứ tế lắm. Vương Báo sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không tức giận mà khách khí nói chị Tĩnh nói rất có lý. Vậy chúng ta quên đi yêu cầu thứ hai đi. Sau khi nói xong, hắn lập tức giãng hai chân ra, rồi chỉ vào phần đúng quần của mình. Chui qua đi, rồi rời khỏi quán bar, tôi hôm nay sẽ tha cho anh, Vương Báo nói. Chị Tĩnh thản nhiên nói với Đẳng Nhàn cậu trai trẻ à, rắc rối do cậu gây ra, vậy thì cũng nên tự mình chịu trách nhiệm đi, tôi muốn nói chuyện công bằng, cậu cứ theo lời Vương Tổng mà làm, chuyện cậu gây rối ở quán bar của tôi. Tôi có thể chuyện cũ bỏ qua được. Ngoan ngoãn quỳ xuống đi, rồi chui qua đúng quần Vương Tổng, xin lỗi anh ấy rồi quên chuyện này đi. Chị Tĩnh giọng điệu cao cao tại thượng, nhưng cũng không kẻ nào cảm thấy vậy là kỳ lạ. Chị Tĩnh làm việc thật có đại khí, đúng việc sai người, chẳng trách ai ai cũng đều tôn trọng chị ấy như vậy. Đúng vậy, tên tiểu mơ ca bông này, chị Tĩnh đã mở lời rồi, bạn gái hắn giờ cũng đã không có vấn đề gì rồi. Người đã làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm đi chứ. Mau chui qua đúng quần anh Báo đi, đừng ở đó làm chậm trễ chúng ta uống rượu nữa. Chị Tĩnh thờ ơ nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi thản nhiên nói cậu trai trẻ à, nếu cậu không muốn nhận hình phạt này,
thì tôi chỉ có thể xử lý theo quy tắc của tôi thôi. Cậu có thể thử hỏi thăm xem, những tên dám quấy rối trong quan ba của tôi đã có kết cục như thế nào chứ? Mọi người sau khi nghe được lời này của chị Tĩnh không khỏi khẽ gật đầu, đúng vậy, nếu chị Tĩnh phải ra tay như lời nói, Tề Đẳng Nhàn có thể sẽ không chỉ đơn giản là chui qua đúng quần vương báo như vậy đâu. Cô là ai chứ, bảo tôi làm gì thì tôi phải làm như thế sao? Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, người cười nhưng trong không cười nhìn chị Tĩnh nói. Lời vừa nói ra, bầu không khí liền trở nên im lặng, ly rượu trong tay người nào đó thậm chí còn rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Cậu trai trẻ này, vừa rồi nói cái gì với chị Tĩnh vậy? Mẹ kiếp, tên đó không muốn sống nữa à? Từ khi bắt đầu lui tới quán bar này tới nay, chưa bao giờ tôi thấy có ai dám nói chuyện như vậy với chị Tĩnh đấy, tên này đầu óc có vấn đề sao? Đắc tội với anh báo thì thôi đi, vậy mà lại còn dám đắc tội chị Tĩnh. Giờ có cho hắn 10 cái mạng cũng không đủ. Chị Tĩnh đương nhiên không ngờ tới Tề Đẳng Nhàn lại có thể nói ra những lời kiêu ngạo như vậy. Cả khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ lập tức tối sầm lại. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói là tôi đã đánh người, nhưng người khơi mào sự việc lại là vị anh báo này đây. Tôi đã cho hắn cơ hội rồi, hắn lại không quý trọng, bây giờ cô lại nhảy ra muốn gạt hết mọi chuyện sang một bên, vậy thì cũng đừng trách ta không nể mặt chủ quán ba này. Ha ha ha, cái quái gì vậy chứ, lại còn nói như vậy nữa. Chị Tĩnh cần hắn nể mặt sao, hắn nghĩ hắn là ai vậy chứ? Hừ, cho dù là thị trưởng Hoàng cũng không nói chuyện với chị Tĩnh như vậy. Hắn nghĩ hắn là cái thá gì chứ, có mặt để nói những lời đao to búa lớn như vậy chứ. Tên này phải ném vào bồn tiểu cho chết đuổi đi, thật không biết là loại có đầu óc gì. Ngô Thiếu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tề Đẳng Nhàn, tên này thực sự không biết sợ rồi, thật sự cái gì cũng dám nói hết. Lý Vân Uyển cũng ngẩng đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn, môi khẽ run, rốt cuộc cũng không thốt nên lời. Lai lịch chị Tĩnh thần bí khó lường, bất cứ ai dám không tôn trọng chị ta, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Tề Đẳng Nhàn rốt cuộc có tự tin gì lại dám nói chuyện như vậy với chị Tĩnh chứ? Mặt chị Tĩnh hoàn toàn đen lại, sau đó, cô ta cười lên, nụ cười kiểu cười u ám. Được, tên nhóc, tôi muốn nhìn thử xem cậu không nể mặt tôi như thế nào. Chị Tĩnh gằn giọng nói, ánh mắt cũng ngày càng sắc bén hơn. Tôi chắc chắn sẽ lại đè vị báo ca này trên mặt đất đánh một trận, nếu cô cứ tiếp tục ra vẻ như thế, vậy tôi cũng chỉ có thể nhấn khuôn mặt xinh đẹp của cô vào trong bồn nước tiểu vậy. Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm nói. Vương Bảo đã nổi trận lôi đình, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại phách lối hơi quá mức như thế, không để cậu ta vào trong mắt, cũng không nể mặt chị Tĩnh. Long Á Nam trên lầu nhìn thấy một màn này, nói, làm lớn chuyện rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị Tĩnh quản lý việc này. Từ Ngạo Tuyết lại cười nói, đừng nha, chuyện này đang thú vị vậy mà, để bọn hắn tiếp tục náo loạn rồi nhìn Dreamer không tốt sao. Long Á Nam lại lắc đầu, nói trước kia là do tiểu thư bội ước, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút áy náy với Tề Đẳng Nhàn. Hắn gặp được chuyện lớn như vậy ở đây, nếu tôi mặc kệ ngồi xem để hắn bị người khác làm hại, tiểu thư biết được chắc chắn sẽ không vui. Tiểu Long quả thật là người có tâm địa lương thiện. Nếu như bên cạnh tôi cũng có một tên đàn ông đã không có bản lãnh gì, miệng lại còn rất thúi như vậy, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn có chết được bao xa thì chết. Từ Ngạo Tuyết bưng ly vang đỏ lên, lắc đầu cười nói. Lúc này, bầu không khí bên dưới đã căng thẳng đến mức dương cung bạt kiếm, nếu chờ thêm một lát nữa, có lẽ sẽ hết sức căng thẳng. Lúc chị Tĩnh đang chuẩn bị lên tiếng, điện thoại di động của cô ta vang lên lên, là Long Á Nam gọi tới. Cô ta không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó nhận cuộc gọi. Chị Tĩnh, chuyện ngày hôm nay, hãy nể mặt mũi tôi mà dừng ở đây, coi như tôi thiếu cô một ân tình. Long Á Nam lạnh lùng mở miệng nói. À, Á Nam cô biết hắn sao? Nếu cô cũng đã mở miệng, tôi còn có thể không đồng ý sao? Chị Tĩnh nghe xong, khẽ cười nói. Long Á Nam ừ một tiếng, nói chỉ một lần này, hy vọng chị Tĩnh cô cho tôi chút thể diện. Chị Tĩnh nói vậy không sao hết. Nói xong những lời này, Long Á Nam đã cúp điện thoại. Chị Tĩnh, thế nào đây? Vương Bảo nhìn chị Tĩnh, hỏi. Chị Tĩnh đặt điện thoại qua một bên, liếc Tề Đẳng Nhàn một cái thật sâu, không ngờ rằng tên nhóc này lại có mối quan hệ kiểu này, vậy mà có thể khiến cho Long Á Nam đứng ra nói chuyện vì hắn.
Chỉ Tính khoát tay áo, nói, Vương Tổng, cậu giẫm chân người ta trong phòng vệ sinh, ít nhiều cũng có chỗ không đúng. Chuyện ngày hôm nay, có người gọi điện thoại cho tôi rồi, dừng ở đây đi. Trong lúc nói chuyện, cô ta cũng có chút bất đắc dĩ. Tề Đẳng Nhàn kiêu căng phách lối khiến cô ta rất khó chịu, chẳng qua, không thể không cho Long Á Nam mặt mũi. Có lẽ phải nói rằng, cô ta không thể không để ý tới mặt mũi của người phụ nữ đứng sau Long Á Nam. Vương Bảo sau khi nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngô Thiếu cũng trợn mắt há hốc mồm mà liếc nhìn Chỉ Tính một cái, Tề Đẳng Nhàn rõ ràng đã đắc tội chết với Chỉ Tính rồi, nhưng sau khi Chỉ Tính nhận điện thoại, lại dễ dàng buông tha cho hắn. Chẳng qua, chỉ một lần này, lần sau nếu cậu còn dám gây sự trong quán rượu của tôi, cũng đừng trách tôi cũng không nể mặt người kia. Sắc mặt Chỉ Tính đột nhiên lạnh lẽo, u ám nói. Tề Đẳng Nhàn khinh thường cô ta, nhẹ nhàng nhếch miệng, yên tĩnh ngồi trên ghế salon. Bưng ly rượu chậm rãi uống một ngụm, ra vẻ không thèm để ý. Dáng vẻ này bị Chỉ Tính thu hết vào mắt, trong lòng vụt 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 nổi trận lôi đình, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phát tác đỡ được. Không biết cậu có cách gì có thể khiến cho trợ lý của Ngọc Tiểu Long nói chuyện thay cậu, mặt mũi này, tôi không thể không cho. Lần sau, chỉ cần còn có lần sau nữa, cậu lại lọt vào tay tôi sẽ khiến cậu phải trả cả gốc lẫn lãi. Ánh mắt Chỉ Tính lãnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ. Vương Bảo nghiến răng nghiến lợi, hôm nay chịu thiệt thòi lớn như thế mà cứ bỏ qua như vậy. Chẳng qua, thể diện của Chỉ Tính, hắn cũng không dám không cho. Vị boss đứng sau Chỉ Tính, hắn không đụng vào nổi. Chỉ Tính, chuyện ngày hôm nay, tôi nể mặt cô. Vương Bảo trầm giọng nói. Nói xong lời này, hắn phất phất tay, một đoàn người đi theo hắn rời khỏi quán bar. Cả một đoàn người vừa rút lui. Lý Vân Uyển cảm thấy cảm giác đáng sợ lẫn áp bách lập tức biến mất, cả người cũng không khỏi sủi lơ tại chỗ ngồi. Cô ta liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn có hơi oán trách, tên nhóc rất biết gây chuyện, hơn nữa còn đắc tội với Chỉ Tính. Về sau, quán rượu này, e là mình không thể đến nữa rồi. Ngô Thiếu đi qua, thấp giọng nói Vân Uyển, chuyện ngày hôm nay hy vọng có thể cảnh tỉnh cô một lần, cách xa tên sao chổi này một chút, coi chừng bị hắn hại chết. Nói xong lời này, hắn ta che lấy gò má sưng đỏ của mình rời đi. Chỉ Tính đánh giá Tề Đẳng Nhàn một phen, không nói thêm gì, từ giọng điệu của Long Á Nam cô ta cũng có thể đoán được, quan hệ của người đàn ông này và Long Á Nam cũng không sâu. Cho nên, cho dù là bây giờ, cô ta vẫn không để tên Tề Đẳng Nhàn này ở trong lòng như cũ. Chẳng qua, món nợ này, vẫn phải ghi lại thật kỹ. Anh có biết vừa nãy anh đang nói gì hay không vậy? Tôi còn thấy đổ mồ hôi thay anh. Trong lòng Lý Vân Uyển vẫn còn sợ hãi mà nói với Tề Đẳng Nhàn, dùng sức uống một ly rượu lớn an ủi chính mình. Chỉ là lời nói thật mà thôi, thái độ của người phụ nữ đó khiến tôi thấy rất khó chịu. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng uống một ngụm rượu. Lý Vân Uyển cảm thấy mình thật khó thở. Đây quả thật là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có người dám chống lại Chỉ Tính như thế, còn có thể lui về toàn thây. Đồng thời, cô ta cũng rất tò mò cú điện thoại kia là ai gọi tới. Người gọi điện thoại cho Chỉ Tính là ai vậy? Lý Vân Uyển hỏi, thị trưởng Hoàng ư. Hẳn không phải ông ta, tôi cũng không biết. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, hắn cũng lười đi nghĩ những thứ này. Trong lòng hắn tràn ngập sự khinh thường. Vị Chỉ Tính này đang trong thời khắc mấu chốt như vậy lại nghe điện thoại sau đó dàn xếp ổn thỏa, điều này hoàn toàn là nhờ vận may bùng nổ, bằng không, ở đây có một tên thì tính một tên, hắn không để ý việc cho bọn hắn cảm thụ được nhị đương gia ở nhà tù U Đô khiến người ta nghe tên đã sợ vỡ mật là như thế nào. Người phụ nữ này rất giỏi ra vẻ, đơn giản là do ỷ vào bản thân có chút bối cảnh mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nói. Anh thì lại có bối cảnh gì lại có thể xem thường người ta? Lý Vân Uyển nhìn không được mà nói. Tôi con mẹ nó chính là bối cảnh lớn nhất, nét mặt Tề Đẳng Nhàn tràn đầy khinh thường. Cái thứ đồ chơi bối cảnh này, hắn cần ư. Mấy tên trọng phạm trong ngục giam từng tên đều hầu hạ hắn giống như cha họ vậy, khó chịu ư, vậy thì cứ thả đại một tên ra, đều là cái loại một phút đã có thể khiến người khác tan nhà nát cửa. Lý Vân Uyển suýt nữa đã phun rượu trong miệng ra ngoài, vừa chuẩn bị nói chuyện, liền thấy có hai người phụ nữ đi dọc theo thang cuốn lầu 2 xuống đây.
Một người trong đó có tóc ngắn, tư thế hiên ngang, lúc đi lại đều mang theo một loại cảm giác sấm rền gió cuốn. Một người còn lại, Hoa Nhường Nguyệt thẹn, tóc dài bay bay, quần áo hàng hiệu, mỗi một cử động để hiện ra một loại khí chất giàu có, chỉ có đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra được kiểu người như vậy. Mà điều khiến cô ta kinh ngạc chính là, người phụ nữ tóc ngắn lại đi về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn vô cùng chán ghét mà nhướng mày lên, chủ động mở miệng nói vừa nãy là cô gọi điện thoại tới. Lý Vân Uyển có chút giật mình, người phụ nữ này có lai lịch gì, lại quen biết với Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa, còn có thể gọi một cuộc điện thoại đã khiến một nhân vật như chị Tĩnh phải dàn xếp ổn thỏa. Phải biết rằng, Vương Báo cực kỳ phách lối, nhưng sau khi chị Tĩnh mở miệng, cũng vui lòng lui một bước biển rộng trời cao. Người phụ nữ có thể khiến cho chị Tĩnh lui bước lại là thần thánh phương nào đây? Sắc mặt Long Á Nam lạnh lùng, đứng trước mặt Tề Đẳng Nhàn, nghiễm nhiên mang theo loại cảm giác cao cao tại thượng. Nếu không phải nhờ tôi gọi cú điện thoại kia, chắc bây giờ anh đã bị tháo thành tám miếng. Anh thật sự cho rằng quán ba này là chỗ anh có thể đến gây chuyện ư? Hoặc có lẽ phải nói, anh cảm thấy người trẻ tuổi được gọi là Vương Báo ban nãy là nhân vật anh có thể chọc nổi ư? Không có bản lãnh thì nên khiêm tốn một chút, đừng có há miệng ngậm miệng đều nghĩ đến việc lòe người, như vậy sẽ vô cùng mất mặt, hơn nữa còn dễ hại chết chính mình. Tôi sợ đến lúc đó anh chết rồi, cũng không có ai đến nhặt xác cho anh. Long Á Nam vô cùng cay nghiệt. Lý Vân Uyển ở bên cạnh nghe được mà trợn mắt hốc mồm, nếu người phụ nữ đã không ưa nổi tên nhóc Tề Đẳng Nhàn này đến vậy, tại sao còn phí sức làm loại việc tốt không có lợi gì này? Tề Đẳng Nhàn nghe Long Á Nam nói, cười nhạo một tiếng, không hề lo lắng mà nói, tôi nghĩ cô nói sai rồi, bất kể là tên Vương Báo hay là chị Tĩnh kia, tôi đều không để vào mắt. Bọn họ nguyện ý nghe lời cô dàn xếp ổn thỏa. Đó là do vận khí của bọn họ hảo. Bằng không, tôi không ngại để cho bọn họ hiểu rõ, tôi có tính nết như thế nào. Ánh mắt Long Á Nam lạnh lẽo, hờ hững nói, chỉ sợ rằng anh không biết đứng sau chị Tĩnh là ai, cho nên mới dám ăn nói cản rỡ như vậy. Người sau lưng cô ta, cho dù tiểu thư gặp được cũng đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Người như anh, tốt nhất đừng nói trước mặt người khác, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Từ Ngạo Tuyết ở bên cạnh nghe thấy cũng cảm thấy hứng thú, người đàn ông bị Ngọc Tiểu Long tự mình từ hôn này, dường như có hơi thú vị. Tất nhiên, thú vị không phải thật sự thú vị, mà là hắn không giữ mồm giữ miệng, nói năng quá ngông cuồng, còn có hơi chút mạnh mồm cãi bướng. Tiểu thư cho anh hai cơ hội mở miệng xin cô ấy giúp đỡ, lần này, coi như tôi thay cô ấy giúp anh một lần. Long Á Nam nói. Hét, vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn tràn đầy tùy ý. Thậm chí còn sổ cả ngoại ngữ. Long Á Nam cười lạnh nói, cho nên, hiện giờ anh chỉ còn một cơ hội, đây có lẽ là cơ hội duy nhất anh có thể dùng để cứu lấy cái mạng hèn hạ này của mình. Tôi hy vọng về sau anh sẽ biết bớt phóng túng, giữ mồm giữ miệng cho tốt, đừng tùy tiện xài hết cơ hội cuối cùng này. Anh phải biết rằng, anh và tiểu thư không phải người cùng một thế giới, có thể có được hai cơ hội này, đã là được ông trời ưu ái rồi. Làm người. Quan trọng nhất là phải biết mình đáng giá bao nhiêu, mà không phải là vì danh lợi mà toàn đi làm mấy việc châu chấu đá xe. Nói xong những lời này, Long Á Nam xoay người. Lý Vân Uyển rất tò mò, tiểu thư trong miệng Long Á Nam là người thế nào, lại có quan hệ gì với Tề Đẳng Nhàn. Từ Ngạo Tuyết cười một tiếng, nói đi thôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói chờ chút. Còn có việc ư, Long Á Nam quay đầu, lạnh lùng nói. Mặc dù tôi cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay vẫn đã nhận ân tình của cô. Ở đây tôi chỉ muốn khuyên nhủ một câu, vị Từ tổng này làm ăn thì nên làm ăn cho tốt, đừng có ý đồ gì với tập đoàn Hướng Thị, bằng không, đến lúc đó chịu thiệt thòi như thế nào cũng không biết. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nghe nói như thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, sao tên nhóc này lại biết rõ về bí mật của mình trong chuyến đi tới Trung Hải này chứ? Có lẽ Ngọc Tiểu Long vẫn còn liên hệ với hắn. Cũng không thể nào, Ngọc Tiểu Long cao ngạo cỡ nào, nếu đã từ hôn, sẽ tuyệt đối không tiếp tục giữ liên lạc với Tề Đẳng Nhàn. Loại lời nói này, nếu như là từ trong miệng những người nhà giàu trên tạp chí Forbes nói ra, có lẽ tôi sẽ suy xét. Còn anh, ha ha, Từ Ngạo Tuyết hơi cười một chút, rồi quay người rời khỏi.
Tề Đẳng Nhàn nhún vai, không nghe lời khuyên, vậy thì chạm mặt là được, xem là cô và Ngọc Tiểu Long cứng, hay là nhị đương gia tôi cứng. Lý Vân Uyển ở bên cạnh không khỏi nhấp một ngụm rượu tự an ủi, cô ta có hơi hoài nghi mà nói vị kia. Có phải là giám đốc điều hành của tập đoàn Từ Thị, Từ Ngạo Tuyết không? Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói là cô ta đó. Phụt! Lý Vân Uyển suýt nữa phun thẳng ngụm rượu trong miệng ra, trợn tròn mắt. Là cô ta, anh còn dám nói chuyện với cô ta như thế? Lý Vân Uyển kinh ngạc, cô ta đang có ý đồ với tập đoàn Hướng Thị. Không phải chỉ là lớn lên đẹp mắt chút thôi ư, có gì mà không dám nói. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói. Lý Vân Uyển trực tiếp bó tay rồi, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn là một tên thẳng nam sắt thép, quả thực không có cách nào để nói chuyện a. Vừa nãy lúc đám người Tề Đẳng Nhàn và Long Á Nam nói chuyện, mặc dù chỉ tính không để ý lắm, nhưng cũng nghe thấy. Cô ta không khỏi hừ lạnh một tiếng, đời này cô ta còn chưa từng gặp được ai cuồng ngạo giống như Tề Đẳng Nhàn. Mặc dù cô ta tức giận trong lòng, nhưng mà, vẫn không thể không nể mặt Ngọc Tiểu Long, lúc này, đương nhiên không thể đi tính sổ. Chúng ta đi nhanh đi, vừa nãy anh nói xấu chị tính, nếu cô ta tìm tới gây phiền toái, vậy cũng không hay lắm. Lý Vân Uyển đã có mấy phần say rượu, cảm thấy cũng đã đến lúc tiễn người đi rồi. Vội cái gì, rượu còn chưa uống xong, lãng phí, Tề Đẳng Nhàn vẫn không thèm quan tâm mà nói. Đầu tiên, vị của rượu này không tệ, tiếp theo, bây giờ tâm tình của hắn không tốt đẹp gì. Cho nên, hắn quyết định uống hết rượu ở đây mới đi. Chị tính nghe được lời nói phách lối của Tề Đẳng Nhàn cũng không tức giận, cắn răng, cảm thấy mình vẫn nên đi trước thì tốt hơn, kẻo bị hắn chọc cho tức chết. Chị tính đứng dậy đi tới phòng làm việc của mình, hiện tại mà nói tâm trạng cô ta có thể nói là không được vui vẻ mấy. Sao? Là ai chọc cho tiểu tính của chúng ta tức giận vậy? Chị tính vừa đóng cửa lại liền nghe thấy một giọng nói bất cần đời truyền đến. Chị tính ngẩng đầu nhìn thử, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ bình thường, mặt mũi tràn ngập vẻ lười biếng, đang ngồi dựa trên ghế sofa, có lẽ phải nói là nằm dài trên ghế salon. Chị tính nhoẻn miệng cười, đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng đôi tay nhỏ non mềm lên xoa bóp trên đùi người đàn ông. Mỉm cười nói tiên sinh, sao ngài cũng tới vậy? Diệp Phong cười một tiếng, đặt bàn tay lớn của mình lên trên chiếc đùi trơn dưới làn váy đỏ của chị tính. Động tác này của hắn lại không khiến chị tính bất mãn một chút nào. Trong quán ba có chuyện không vừa lòng ư? Diệp Phong hỏi. Là như vậy, chị tính thở dài, vừa massage cho Diệp Phong xoa bóp, vừa kể lại chuyện mới xảy ra cho hắn. Sau khi Diệp Phong nghe được cũng không khỏi nhíu mày, cười nói tên nhãi danh này nhặt được tiện nghi lại còn khoe mẽ, cho rằng ai cũng bị hắn lừa được ư, ngược lại em còn bị khinh bỉ. Chị tính phát ra tiếng cười bất đắc dĩ, nói quên đi, nể mặt tướng quân Ngọc mà thôi. Tướng quân Ngọc thì vẫn nên nể mặt, nhưng anh vẫn nên ra mặt cảnh cáo và cho cái thứ này không có mắt này chút bài học nho nhỏ. Diệp Phong đứng dậy. Trong mắt chị tính hiện lên vẻ vui mừng. Không ngờ rằng Diệp Phong vậy mà lại tình nguyện xả cơn giận này cho mình. Nếu không thì thôi đi, dù sao Long Á Nam cũng đã mở miệng với em. Chị tĩnh nói. Sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua? Ai mà không biết người sau lưng em là anh, hắn dám khoác lác như thế, vậy thì chờ lúc đối diện với anh đi. Gương mặt này của anh, ngoại trừ 2 năm trong tù bị người ta đánh, còn chưa có ai dám trắng trợn xem thường anh như thế. Diệp Phong hừ lạnh một cái bằng lỗ mũi, sau đó kéo chị tĩnh nhanh chân đi ra ngoài. Mặt mũi Ngọc Tiểu Long là nhất định phải nể, nhưng chút trừng phạt nho nhỏ thì tuyệt đối không tránh được, tránh việc người này không biết giữ miệng, phá hoại thanh danh của hắn và chị tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.